talit ke viname dipperate cagame taruwana gahane yeha vatum hike te bumma cha yang thu de wa cha la thala visame yakha gang tha pa na ya tit thang ta sang tik ke yang muni wa varasa nang sata vo me sunang tu Thamma savana kalo ayam badanta Thamma savana kalo ayam badanta Thamma savana kalo ayam badanta Imehi dipa dupa disakarehi putthang thammang sanggang api pujayami Mata pita dinang Guna wang tanang cha mai hang cha digarathang attaya hitaya sukhaya Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Iti so bhagava arahang Samma sambuddho vichacaranam Na sambanno sugato lokavidu Anuttaro purisadama sarati Satta deva manusanang buddho bhagavati Natthi me saranang Buddho me saranang warang etena sakya wache naho tu me jaya manggalang Sabhakato bhagavata dhammo dhammo sangditiko akaliko ehipasiko opanayiko Cha tăng về đi ta bồ vinh nhu hi ti nát thi mê sa ra năng an nhân thẩm mô mê sa ra năng qua răng e tê na sắc cha qua chê na hô tu mê cha gia măng gà lăng Suppati bano phagavato sa vakasango Uzu bati bano phagavato sa vakasango Nyaya pati panno bhagavato sāvakasaṅgho Sāmīcci pati panno bhagavato sāvakasaṅgho Yādidaṃ cattari purisa yugāni Attā purisa pukkala Esa bhagavato sāvakasaṅgho Āhuneyo bāhuneyo dakkhineyo Anchalikaraniyo Anuttarang punyakettang lokassati Natthi me sandhanang anyang sangkho me saranang warang Etena sakya vachena hotu me chaya mangalang Vanda me chetiyang sappang sappatha me suppati thitang Sāri-ri-gatthātu mahā-bodhin-buddhā-rūpaṃ sakalaṃ sadā Vandame caitiyaṃ sappaṃ sappathāme suppatthi-thitaṃ Sāri-ri-gatthātu mahā-bodhin-buddhā-rūpaṃ sakalaṃ sadā Vandame caitiyaṃ sappaṃ sappathāme suppatthi-thitaṃ Sāri-ri-gatthātu mahā-bodhin buddhā-rūpaṃ sakalaṃ sadā Thế Tôn lời giải tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang,
thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành. Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly. Nhân vật quỷ mệnh ta đi biệt mà, ta đi giới nghiệp của ta. Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình. Ta thọ quả báo phân minh cơ thành. Sabbe sata avera hontu sukha hontu nidukha hontu apa Bacha hontu anika hontu dikya yuka hontu aroga hon sambatihi Sammichang tu sukhi atanang bariharang tu dukhapatta janip dukha payapatta Janipaya sukhapatta janisoka hontu sabbebi bani. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Uka samayang phante visum visum rakhana taya tisaranena saha attang yasamang nagatang ubo satang yachama. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để dân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đức tỷ dâm bi ma văn phàm tê vi sum vi sum ra khana ta ya ti sa ra ne na sa a thang ga sa mang na ga tăng u bô sa thang và cha ma. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để dân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dâm bi ma văn phàm tê vi sum vi sum ra khana ta ya ti sa ra ne na sa ha a tăng và sa mang na ga tăng u bô sa thang và cha ma. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để dân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và con kính thỉnh ngài Trí Đức Hiền Tam Nguyên và bát quan trai giới cho đạo tràng chúng con ạ. Con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Haya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Mình chào sư Trần Đạo, sư Tiên là sư Meta Vinh Kinh. Quý vị có an vui hay không? Hôm nay thọ bác con trai xin được thay mặt sư tăng truyền tâm quy và bác con trai giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đăng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đăng Măng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sang Căng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Đô Ti Yam Bi Bụt Đăng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đô Ti Yam Bi Đăng Măng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Đô Ti Yam Bi Sang Căng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, Ta Ti Yam Bi Bụt Đăng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Ta Ti Yam Bi Đăng Măng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Ta Ti Yam Bi Sang Căng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, Bụt Thăng Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thẩm Măng Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang Khang Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duti Yam Vi Bụt Thăng Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi,
con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Vityambi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Vityambi sankhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Datiyambi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Datiyambi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Datiyambi sankhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Sa-ra-na-ca-ha-năng Nịt-thi-tăng Pháp vi tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A-ma-van-tê, dạ chúng con xin dâng. Ba-na-thi-ba-ta Vê-ra-ma-đê-si-kha-pa-đăng-sa-ma-đi-ya-mi, con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về ra mà ni sẽ khó với đăng sa ma đi ya mi, còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. A brahmacharya về ra mà ni sẽ khó với đăng sa ma đi ya mi, còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Mu sa wa da về ra mà ni sẽ khó với đăng sa ma đi ya mi, còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me raja ma cha pa ma da tha na về ra mà ni sẽ khó với đăng sa ma đi ya mi, còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dây uống rượu và các chất say. Vị ca là phô chạ na về ra mà ni sẽ khó với đăng sa ma đi ya mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự ăn sái giờ. Na chê ghi ta wa ri ta vi su ka da sa na ma la gan tha vi le pa na tha ra na man da na vi u sa na tha na về ra mặt ni sĩ khá bất năng sa ma di ya mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự múa hát thôi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thôi bậc thơm dội phận và đeo tràng hoa. Ôn chai sa ya na ma ha sa ya na về ra mặt ni sĩ khá bất năng sa ma di ya mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp. Panatibata Veramani Sikhabadang Samadhyami, con xin dâng dự điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikhabadang Samadhyami, con xin dâng dự điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya Veramani Sikhabadang Samadhyami, con xin dâng dự điều học là quý tránh xa sự thông dâm. Musawada Veramani Sikhabadang Samadhyami, con xin dâng dự điều học là quý tránh xa sự nói dối. Suramerayamachapatmadathana Veramani Sikhabadang Samadhyami, con xin dâng dự điều học là quý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikalabochana Veramani Sikhabadang Samadhyami, con xin dâng dự điều học là quý tránh xa sự ăn sái giờ. Natchagi Tavaditivas Visukada Dasanamala Gantale Vilepana Tharamanang Dana Vipusa Nathana Veramani Sikhabadang Samadhyami, con xin dâng dự điều học là quý tránh xa sự múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm thoa vật thơm dội phấn và đeo tràng hoa.
Ucha Sajana Maha Sajana Veramani Sikha Badang Samaniyami. Con xin dâng dự liệu hộp là quỷ tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quả cao và xinh đẹp. Imang Athang Gassamang Nagatang Buddha Banatang Uposatang Imang Charating Imang Chadivasang Samadeva Apik Rakitum Samadiyami. Con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để dân dự hành thích cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Imani Athasika Badani Upo Satasila Vasena Imanjara Tingi Manjari Vasangsa Thukang Katuang Abhamadena Samarak Kitapang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và các quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quan dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Ama phan tê, dạ chúng con xin dâng. Sì lê na su ca tinh doan tì, sì lê na phu ca sâm bạc đàn, sì lê na nê phu tinh doan tì ta sư mạng, sì năng vị sô thát dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời, cũng như dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng như dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng như dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa thuộc lành thai Uttamang ghe na quang ghe hang ba đa bằng sum và rút tam ăng Bụt thê vô khả lý tô đô sô bụt thô khả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trần dưới chân Đức Phật là đấng chỉ tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo của sinh Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quang đề hăng thẩm măng cha đu vi thăng và răng thẩm mê vô khả lý tô đô sô thẩm mô khả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo của sinh pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quang đề hăng sẵn khăn cha đu vi thô tam ăn sẵn khê vô khả lý tô đô sô. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo của sinh tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Se vana cha ba la nang ban di ta nang cha se vana pu cha cha pu cha ni ya nang e tang mang ca lam bu ta mang. Không gần gũi kẻ ác, thân gần bậc chỉ hiền, cũng lễ bậc đáng lễ là phúc lành cao thượng. Ba ti ru ba đề sa hoa su cha bồn bề cha ca ta pun nha ta an ta sam ma ba ni thi cha e tang mang ca lam bu ta mang. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Bà hù sàn chân cha siệp văn cha quỳ na vô cha sự xin khi tô sụ pha sĩ ta cha già qua cha e tăng măng ca lâm mụt ta măng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Ma ta bi tu ban tha nang bồ tát đa ra sa sang go ho na ku la cha cam man ta e tang mang ca lam mon ta mang.
Nếu thuận bậc sinh thành dưỡng dục vợ và con sẽ hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Đà nan cha tham ma cha ri ya cha nha ta ca nan cha sang ga ho na wa cha ni tam ma ni e tang mang cha la mo tam mang bố thí hành đúng pháp giúp ích hàng quyến thuộc giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. A ra ti vi ra ti ba ba ma cha ba na cha san nha mo pa ma do cha tham me su e tang mang cha la mo tam mang xả ly tâm niệm hát chế ngự không say xưa không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Ra ra vô cha ni hòa tu cha san tu thi cha thật anh nhu ta ca lệ na tham ma sa hoa năng e tăng măng ca nam mô tham măng cung kính cùng khiêm nhường tri túc và tri ân đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Thanh ti chất sô và chất sa ta sa ma na nan cha đa sa năng ca lê na tham ma sa ca cha e tăng măng ca la môn tam măng nhẫn nhục lời nhu hòa yết gián bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Tapo cha pram ma cha ri yan cha ri ya sa cha na đa sa năng ni ba na sa cha ki ri ya cha e tăng măng ca la môn tam măng thiền định sống phạm hạnh thấy được lý thánh đế giác ngộ quả niết bàn là phúc lành cao thượng. Buddha sa lô ca tham mê hi chinh tăng ya sa na cam ba ti ya su căng quý rệ dân kê măng e tăng măng ca la mô tam măng khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Ê ta đi sa ni ca toa na sam ban tham ba ra chi ta sam ban tha son thiên gan chan ti tăng tề sang bằng ca la một tâm mạnh ti những sa hình như vậy không chỗ nào thối thất khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Siddhiya chana gatha siddha mantu siddha mantu siddha mantu idang palang etasmin ratanatta yasmin sambasayana che tạ xô cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Sa thuốc lành thai, phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên điều là phước báo dưỡng bệnh, có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lạnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh quan hỷ lạnh chung, phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng. Y đăng qua ta mê đa nhân asawa kha ya qua hăng hô túc, xin cho sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm muộn ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và con thinh thay mặt đạo tràng để đọc bài thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ramma chaloka dipati sahang pati katang chali angthi warang aya chatha sangti tha satappa rachap khachati ka desetu thammang anukam bimang bacang satthamma bering vina yang cha kayang sutang cha bandang abhi thamma machamang
a cô ta dân tô sa tu sa cha đăng đăng ba po tha nay ye ba ri sa ya manh chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lọc dạ ngày dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nghe hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn còn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ con xin gửi mic lại cho ngài Liễu Tông để ngài thử mic cho đạo tràng. Dạ con kính dâng mic đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pa Qua Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Qua Qua Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Qua Qua Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bụt Tha Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ. Kính thưa chư cận sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên kính lễ ngài Liễu Tông. Hôm nay đạo tràng của chúng ta thiêu văn Xích Nhật Quỳnh. Xích Nhật Quỳnh có xin phép một vài hôm vắng mặt. Vậy thì trong đạo tràng của chúng ta vị nào quan hỷ có thể làm thị giả cho ngài Liễu Tông. Vừa rồi thấy bàn tay Sư Trần Đạo, nhưng mà mong rằng có nhiều vị khác cũng có thể hỗ trợ để ngày hôm nay Phật Pháp Văn Đáp do ngài chủ trì được tiến hành tốt đẹp. Ngoài Sư Trần Đạo ra còn có vị nào nữa hoan nghỉ? Alo. Rồi xin mời Sư Trần Đạo ha. Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con thay mặt đạo tràng để làm thị giả cho ngài. Dạ thưa trong đạo tràng quý anh chị có câu hỏi gì thì xin đưa lên hay là giơ tay để đặt câu hỏi cho ngài giải đáp thắc mắc ạ. Dạ con thính xin mời huynh kinh ạ. Hello. Hello. Rồi, ok. Dạ, yeah. Kính lễ Thượng tọa Liễu Tông, Thượng tọa Trí Đức, kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni đồng rung, xin kính chào tất cả quý vị. Quý vị chuẩn bị những câu hỏi nào mình thắc mắc mình không hiểu thì sẵn có hôm nay là cái buổi đặc biệt của Thượng tọa Liễu Tông. Giải thích cho quý vị hiểu. Nếu mình không học, mình không hỏi thì cũng khó có hiểu được. Tại Phật pháp thâm sâu lắm, rất là khó. Hôm nay cố gắng quý vị cố gắng vét hết của sư Liễu Tông bỏ túi. Sư Liễu Tông có nhiều vét hết. Kính lễ sư Liễu Tông, đại diện Phật tử đầu tiên cũng xin cung thỉnh sư Liễu Tông quan hỷ
nói cho Phật tử biết là làm cách nào để mà khi mà chúng ta hành tu niệm xứ để mình bắt được cái pháp thực tính, làm thế nào để ta có thể nắm bắt được pháp thực tính một cách chính xác. Chứ nếu không khéo cái sự tu tập trở nên là uổng công, kéo dài thời gian quá mà không được nhé. Như vậy con cũng thỉnh sư Hòa Hỷ là hướng dẫn chi tiết những cái phương pháp để mà cho Phật tử được nắm được. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị kính coi là cái mic chúng tôi nghe quá nhỏ nhưng mà tên cô huynh hồi hôm chúng tôi nghĩ chúng tôi nghe mà cũng thấy vui vui bữa nay nói nếu mà tên huynh mà đọc theo tiếng tiếng Bali là kinh mi lăng mi lăng đá và có bố cái tên ta đọc hay hơn Melinda phải không? Mi lần đá đó, đọc theo tiếng Bali. Thật sự ra đó, mình muốn hành thiền tứ niệm xứ thứ nhất là phải có khả năng về thực tính pháp, tức là phải học như diệu pháp. Tối thiểu cũng phải là tâm tâm sở sắc niết bàn với một số cái điều kiện khác. Cái thứ hai đó phải đọc chú giải của bài kinh tứ niệm xứ để thấy có rất nhiều chuyện mà từ xưa tới giờ đó chúng ta làm nó không có đúng. Thí dụ bốn cái đại quy nghi đó, bốn cái đại quy nghi trong thiền tứ niệm xứ nếu coi trong chú giải là bốn cái quy nghi động chứ không phải là quy nghi mà tịnh giống như chúng ta nghĩ, cả đi đứng nằm ngồi đều là quy nghi động hết đó. Nên nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta quan sát nó sẽ không có đúng. Ngoài di động tức là nó phải nhúc nhích. Thành ra mình tưởng ngồi nằm thì mình quan sát cái đó, quan sát theo thiền chỉ được chứ quan sát theo thiền tứ niệm xứ không có được. Không có được. Bốn hoài nghi. Cái thêm cái nữa đó là chúng ta phải coi trong cái này là phải coi trong trong sơ giải tức là đi ca chứ chú giải cũng không ấy. Là những cái loại sắc nào chỉ có thể quán được theo thiền tứ niệm xứ mà thôi, còn cái không phải là tất cả các loại sắc đều quán được, chỉ có một số loại sắc mà thôi chứ không phải quán hết. Nên ta phải biết rõ tất cả cái đó thì thành ra khi nào mà chúng ta quán bất cứ cái gì đó phải dựa vào trên cái nguyên tắc đó thì mới quán được. Thường thường là chúng ta tưởng đâu quay nghi nằm là quay nghi tịnh, thành ra cái đó là rất là sai. Tất cả các quy nghi theo sớ giải trong bài kinh tứ niệm xứ đều phát sanh do tâm hết, tức là gọi là citta giáo citta xá qua vô tha tụ, tức là sắc tâm. Còn những cái sắc loại khác không thể quán theo thiền tứ niệm xứ được. Đó là những cái rất là quan trọng trong cái việc hành thiền tứ niệm xứ. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta không có khả năng về di diệu pháp thì chúng ta không không thấy được thực tính pháp. Mà khi mà chúng ta thấy được tính pháp, chúng ta phải biết là phải phân biệt được cái nào là tục đế, cái nào là chân đế. Bởi vì trong cái pháp quán về thiền tứ niệm xứ đó, tất cả các danh từ trong đó đó nó đều có thực tính pháp 100% hoặc một nửa thực tính pháp. Có những cái đối tượng nó chỉ có chế định mà nó không liên hệ tới thực tính pháp thì cái đó đó, cái đề mục đó trong thiền tứ niệm xứ cũng có, nhưng mà chỉ để hành cho cái niệm và cái định nó có năng lực rồi mới chuyển qua thành thiền minh sát được. Thành ra những cái đó là những cái chúng ta phải biết biết rõ ràng chứ không thể nói là biết mà mờ được. Bởi vì quý vị nên biết danh sắc là nó sanh diệt nhanh ghê lắm. Nếu chúng ta không có khả năng mà quán cho nó đúng mức, không có khả năng phân biệt cái nào là chế định, cái nào là thực tính pháp, lúc đó rất là nguy hiểm. Thí dụ bây giờ mình nói muối mặn, cái đó nó là chế định mà thôi. Thành ra khi nào mình bỏ muối vô cái lưỡi của mình tích tắc cái chỗ mình cái xúc chỗ đó, tích tắc chỗ đó, đó là thực tính pháp. Mà qua khỏi cái tích tắc đó nó trở thành chế định ta liền. Thành ra khi mình biết mặn, biết muối, biết này ông nói là trở thành chế định rồi chứ không còn là thức tính pháp nữa.
Đồng thời rất là nhạy trong cái những cái việc mà giữa chế định giữa thực tinh pháp để có thể quan sát được thiền tứ niệm xứ. Và cái điều quan trọng nhất là trong tất cả những đối tượng mà nó tới với mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đều có thể quan sát được cả bốn cái điều kiện đó, tức là quán quán thân được, thọ được, tâm cũng được, pháp cũng được, chứ không phải mà mình nghĩ rằng mình chỉ học quán thọ không là, hay là quán pháp không, hay là quán tâm không, hay là quán thân không là đủ. Không phải, có khi lúc này mình quán ở đó với tư cách là quan tâm, nhưng mà khi khác cùng một đối tượng vậy mình phải quán qua cái khác cho quan tâm là nó không còn chính xác nữa, thí dụ như vậy. Thành ra cái đó là cái rất là quan trọng. Thành ra tất cả những thiền sư nào mà vô mình nói chúng tôi chỉ dạy quý vị quán thân hay quán thọ tâm pháp một trong bốn cái đó thì quý vị nên bỏ chạy, thì chúng tôi nói thật, bởi chắc chắn là không thể nào có được sự tiến bộ trong pháp hành tứ niệm xứ đó. Ngay cái niệm hơi thở đó, quý vị vô đọc cái bài kinh mà về quán hơi thở trong tạng kinh, và bài kinh này quán về quán hơi thở trong tạng di pháp, tức là khâm phi quý phân khá đó, nó là hai cái chuyện rất là khác nhau. Bởi vì cái hơi thở có thể quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp đều được hết, nhưng mà nếu mà mình đọc trong cái bài kinh mà nhập tức sức niệm đâu ấy đó thì mình chỉ quán được thiền chỉ mà thôi. Thở để mình làm được, mà nếu bây giờ mình vô mà không có phân biệt được đó, thì khi mình vô mình nói mình hành thiền niệm tâm, ý là niệm thân, nhưng mình quán hơi thở thành nó thành thiền chỉ hồi nào mình không có biết, mình không thể phân biệt được. Thành ra cái đó là cái bắt buộc phải biết, phải thấy rõ ràng như vậy mới được. Thì đó là những cái mà cái căn bản nhất để có thể hành thiền được tứ niệm xứ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, con thấy Quỳnh Kinh đã xa thúc ngày rồi ạ. Dạ, quý anh chị nào có câu hỏi không ạ? Xin đưa lên trên mạng hay là giơ tay để ngài giải đáp thắc mắc ạ. Dạ, thưa bạch ngài, con có câu hỏi như thế này. Cái sự ham muốn thế nào gọi là ác dục bạch ngài? Dạ, con xin gửi bích lại cho ngài. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, bất cứ cái gì mà mình nó có điều kiện của nó, nếu mà mình học rồi mà mình thấy cái sự mà thỏa thích đó, mà thỏa thích trong cái tham nó khác, mà thỏa thích trong cái tâm khác nó khác. Bởi vì nó có, nếu quý vị học trong 80 loại thực tinh pháp, nó có cái trà tụ lắc hành hạ đó, tức là biết cái nhân gần của nó, khi mình thấy được cái nhân gần của nó mình mới biết nó là cái gì. Còn nếu mình không thấy nhân gần của nó, không thể nào mình thấy chính xác nó là cái gì hết á. Bởi vì tâm nó phải nói, nhiều khi ví dụ như bây giờ mình nói cái tâm sở bi tị đi, tức là mình sẽ hy lạc đó, nó phát sinh trong tâm tham thể cũng có, phát sinh trong thiền tâm thiện thể cũng có, phát sinh trong tâm thiền cũng có, mà mình không có biết cái nhân gần của nó đó, thì làm sao mình biết nó nằm chỗ nào để biết cái đó là loại ác pháp hay là thiện pháp, thấy không? Phải biết, mình đã chịu khó, hình như chị pháp tính như dạng quý vị đang vô chịu khó ghè cái đó để biết cái nhân gần của nó, thấy không? Cái nhân gần nhất của nó, giống như rồi kỳ rồi có nói gì vấn đề mà mình nghe rồi mình quay đầu hỏi cái nhân gần là cái gì đó. Nhân gần tức là cái tác ý muốn nghe làm cho cái sắc, sắc tâm nó phát sanh, nó làm cho cái đầu mình quay, chứ không phải là mình nghe là mình muốn quay. Không phải, mình nghe là một chuyện, muốn biết cái đó là cái gì là chuyện, nhưng mà khi hỏi cái đầu nó quay với cái nhân nào thì cái đó là chuyện khác, nó không có liên quan gì tới cái nghe hay cái muốn biết đó, mà nó là cái khác. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú con kính tri ân ngài. Dạ, đạo tràng có câu hỏi không ạ? À,
Dạ thưa thấy đầu tràng không có ai giơ tay hết ạ. Dạ con xin xin phép hỏi thêm một câu nữa ạ. Dạ bạch ngài, ví dụ tâm tâm trạng của mình mà mình giống như mình có cái tâm trạng hiềm hận đó bạch ngài, có ảnh hưởng thế nào đối với sự tu tập trong nội tâm của mình không bạch ngài? Dạ con thinh dâng mít đến ngài. Nam mô Phật Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, dĩ nhiên cái sự hiềm hận nó là một ác pháp, ác ý nghiệp mà mình không có, thì không có cái phương thức nào để mình đối trị nó được. Thì trong lúc mình quan sát đối tượng nó sẽ trở đi trở lại hoài à. Mà khi mà nó trở đi trở lại thì nó làm cho cái việc mà quan sát đối tượng mình không thể liên tục, và cái tâm mình lúc đó dầu là thiền pháp nó mất năng lực, mất quan sát. Mà khi nó mất năng lực trong việc quan sát, nghĩa là có khi mình thấy có khi mình không thấy, mà cái tâm mình nó cứ như vậy hoài thì mình làm cả đời nó có kết quả nó cũng không bao nhiêu. Thành ra cái quan trọng là khi nào mình bất cứ cái chuyện gì ác pháp là một, những cái liên quan tới cái trú xứ, những cái liên quan tới cái nơi mình hành thiền, nó đều là bà lý phô khác, tức là những cái trở ngại trong việc hành của mình. Ngay cả bậc thánh thu học mà cũng bị ha. Trong thành tình đạo có kể một chuyện, vị thánh sơ quả đi đâu về, từ tới cái giờ tối thì giờ buổi lúc đó thì lên trên điện ngồi thiền vậy đó, thì vừa đi về hơi trễ thì thấy có ít rác trước cửa, nó để họ mình thành tiền xong mình ra để mình quét hay là mình dọn. Nó nghĩ tới như lui cái quên cái vụ dọn trước dọn sau gì không xùm. Tới chừng vô ngồi thiền thấy tâm nó cứ nó dao động hoài không biết chuyện gì. Theo cùng mới nghĩ ra là cái chuyện đó, cái chuyện là mình nghĩ rằng mình sẽ làm đó mà mình chưa làm. Cái nhỏ đó nó vẫn là cái trở ngại cho cái việc quan sát đối tượng trong cái pháp thiền của mình. Thành ra khi mà muốn hành thiền minh sát, ngoài trường mình ở trong trường thiền thì nó có tất cả mọi chuyện. Không? Tất cả mọi chuyện để mình có thể mình biết được. Thì mình phải làm thế nào mình không còn những cái bà lý phô khá, tức là những cái trở ngại đó, thì cái giờ thiền của mình nó mới hoàn toàn. Thứ nhất là mình ở nhà nó có rất nhiều chuyện lắm, còn mình vô trong trường thiền thì cũng vậy, nhiều khi trường thiền mà mình chưa quen có những cái tiếng động tiếng ồn này kia trùng nó vẫn làm trở ngại như thường, chứ không phải là lúc nào mà mình tưởng vô thiền mà có thể ấy, có thể mình có cái được cái sự an tịnh để mình theo những cái đối tượng hay những cái gì mà mình muốn làm rất là khó khăn. Thành ra những cái gì mà có trong tâm mình là cố gắng làm sao để cho cái đó nó ra khỏi cái tâm mình. Thì cái giờ mà lúc mình cần sự yên tĩnh để mà hành thiền thì nó rất là tốt. Còn ngược lại thì rất là khó. Nam mô Phật Thầy Dạ. Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài. Dạ kính chào mến chào Quynh Minh Tâm. Dạ mình Quynh Minh Tâm mới vào đạo tràng. Quynh Minh Tâm có thể làm thị giả cho ngài Liễu Tông được không ạ? Dạ xin bàn tay của Quynh Minh Tâm. Dạ kính chào cô Trần Đạo. Dạ cảm ơn cô. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, sư Trí Đức và kính đảnh lễ chư tăng ni, kính chào quý Phật tử. Dạ hôm nay chúng ta tới thứ bảy, dạ, mời quý vị quan hỷ nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Để coi, dạ thấy bàn tay của Nguyên Trang rồi, mình mời Nguyên Trang lên đặt câu hỏi ạ. Nam mô Phật Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng và con kính đảnh lễ ngài Đại Tông, kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Dạ con có một thắc mắc. Dạ kính thưa ngài, hồi nãy con khi mà con nghe chú Tinh nó hỏi về cái thiền tứ niệm xứ đó ngài, thì con ngài có thể giải thích cho con là
khi thiền đó ngài, thì mình ngồi mình con thấy á, khi mình thiền mình ngồi mình theo dõi hơi thở đó, thì sẽ có nhiều cái trạng thái nó cũng như có mình thấy mình sẽ cảm nhận được cái nhiều cái tâm nó, cái nhiều cái trạng thái nó xuất hiện ra, rồi cũng như mình bị phóng tâm, rồi mình phải kéo tâm về, rồi mình ngồi thì cái đó cũng như là lúc mà mình tập trung để mình gom tâm mình lại, mình gom tâm mình lại để mình theo dõi hơi thở, mình cũng như mình gom tâm lại. Còn khi mà mình đi kinh hành đó ngài, thì mình chỉ nhìn vô cái những cái bước chân của mình theo dõi, mà con thấy hình như là cái con nghĩ chị không biết là đúng không, mà cái khi mà mình đi thiền hành đó thì cái tâm mình gom, tại vì nó động sẵn rồi đó ngài, nên mình không có thấy nó cái phóng tâm mình không có thấy nó nhiều ngài. Thì ý con ở đây á, là mình kinh hành với mình ngồi thiền thì cái nào nó có lợi ích ngài? Con không biết con nói như thế nào nữa. Dạ, nhưng mà cái ý con là thiền mình ngồi đó thì sẽ nó khác nhau với cái lợi ích nó như thế nào? Dạ, con kính nhân bích lại cho ngài. Dạ, hy vọng ngài đừng có lẽ con. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thiền là công việc làm của tâm, đi đứng nằm ngồi chỉ là phương tiện để cái tâm nó làm việc một cách có hệ thống mà thôi. Thành ra cái chuyện đi đứng nằm ngồi nó không quan trọng, bởi vì đó chỉ là phương tiện mà thôi. Ví dụ như mình, bốn cái quy nghi nó phải đều nhau, theo thiền tứ niệm xứ là bốn cái quy nghi nó phải đều nhau. Thường thường ở chúng ta làm nó không đều ra dễ sinh ra bệnh tật lắm. Ví dụ như từ lúc đứng mà mình muốn ngồi, mình muốn nằm thì mà đứng là mình phải ngồi rồi mình mới nằm, theo những cái chiều hướng vậy. Còn thường là mình không có để ý cái đó, mình đứng cái quay nghiêng ngồi nó rất là ngắn, mình vừa nghiêng người cái mình nằm luôn. Ví dụ mình ngồi nó rất là ngắn vậy đó, thì nó làm cho cái hoạt động trong cơ thể nó không bình thường, mà nó dễ đưa tới bệnh tật là vậy ha. Đưa tới ông tật thì lớn tuổi nhất chỗ này đau chỗ nọ. Thành ra đi đứng nằm ngồi chỉ là phương tiện để cho cái tâm nó làm việc, mà nó phải theo cái thứ tự của nó. Thành ra những cái mà trong thiền tứ xứ để cái cách dùng chữ của ngài như vậy đó. Ví dụ ngài nó đi đứng ngồi nằm thì mình biết cái đi nên làm trước, tùy theo những cái chỗ đó chứ không phải chỗ nào vậy. Có chỗ ngài đề và thiết thì mình thấy cái thứ tự của những cái quay nghi đó thì mình biết cái quay nghi nào nên làm trước nha. Để trong khi mình học mình coi mình cứu giải đó, thì giải thích cái lời Phật ngôn thì có những cái tiến trình như vậy, chứ không phải lúc nào mình muốn làm sao cũng được. Thành ra dựa vào đó thì mình dựa vào cái quay nghi đó để cho cái tâm mình nó làm việc. Mà khi mà cái tâm nó làm việc thì tối thiểu nó phải có ba chuyện để mình nói tới, tức là tabi sẩm bà cha nô sa ti ma. Nếu mình không đủ cái đó thì chưa chắc gì mình đã làm được đúng những cái điều mà mình muốn làm đó. Thành ra khi mà mình muốn làm cái gì đó thì mình phải dựa vào một số cái điều kiện của nó. Ví dụ như mình ngồi lâu quá mình cảm thấy tâm nó phóng thì mình có thể mình thay đổi cái quay nghi, mà mình phải biết mình thay đổi từ quay nghi này tới quay kia phải thay đổi như thế nào đó. Chứ không phải là mình vừa nghĩ là mình sẽ thay đổi nghi cái là mình chân tay mình nhúc nhích liền, cái đó thì nó không có đúng theo cái quy trình của thiền. Bởi vì trước hết là mình coi mình thay đổi nghi gì, lý do gì, có cần thiết để thay đổi không, và cái tâm mình lúc đó nó có cái trạng thái như thế nào, thì cái sự thay đổi quay nghi đó nên hay không nên, lúc đó thì mình mới quán xét nhiều cái phương diện vậy rồi mình mới làm cái chuyện đó. Chứ còn nếu mình không quán xét mà mình làm liền cái đó nhiều khi tâm mình nó là ác pháp không chừng. Bởi vì mình có thể mình thay đổi cái nghi với cái tâm nó đang có tham, hoặc là nó đang có sự bất bình, hay là bất cứ nó có cái si hoài nghi, si phóng vật gì đó. Ví dụ quý vị học thì quý vị pháp quý vị sẽ thấy cái đó. Thành ra khi mình đổi qua nghi mà cái quan nghi khác mình tưởng đâu nó thoải mái hơn, nhưng mà thực sự nó làm cho cái tâm mình nó phiền não nhiều hơn.
Mà khi cái tâm nó phiền não vậy đó, thì cái chùm sắc pháp mà nó theo cái cử động đó đó, thường thường nó phát sanh do cái tâm ác chứ không phải phát sanh do cái tâm thiện. Đó. Thành ra cái đó là những cái mà mình không thể nói là cái nào nó tốt, cái nào nó xấu được. Để nó tùy theo cái điều kiện, tức là cái cá tánh của cái người mà đang hành thiền á. Thì khi mà mình hành thiền có những cái trở ngại gì đó, thì mình vô mình nên trình cho thiền sư và để cho thiền sư hỏi mình trả lời một số câu hỏi, thì ông ta biết cách để ông ta hướng dẫn mình để khi lúc đó mình nên làm cái gì tốt hơn, là nên thay đổi như thế nào, thấy gì đó, thì cái đó là do ông thiền sư, chứ còn mình tự làm không có được. Nên nhớ mình không có kinh nghiệm để tự làm mấy cái đó. Mà khi mình không có kinh nghiệm mình tự làm trong cái đó, thì mình muốn làm gì mình cứ mình thích làm vậy đó, cái điều đó rất nguy hiểm mà dễ làm cho mình lạc thiền lắm, nghe sai đó, lạc. Thành ra cái đó là cái trách nhiệm của cá nhân mình với cá nhân của ông thiền sư lúc đó. Còn bây giờ mình không chưa biết thì mình phải nghiên cứu. Thứ nhất là trong thanh tịnh đạo học về cá tánh. Cá tánh của thiền chỉ thì nó có 6, cá tánh thiền minh sát nó có 2, chánh là 2 nhưng mà phụ là 4. Thành ra dựa vào một trong 4 cái đó làm để mình biết khởi đầu mình sẽ đi với niệm thân, niệm thọ hay niệm tâm, niệm pháp. Dựa vào cá tánh đó để bước đầu mà thôi. Nhưng mà khi mình bắt đầu quan sát được, mình có đủ khả năng về pháp học, thì lúc đó là mình không có cần thiết mà để ấy, bởi vì nó xuất hiện chỗ nào mình vẫn có thể quan sát theo cái điều kiện của cái đối tượng đó, chứ không phải là đợi tới lúc nào ấy đó. Thành ra cái quan trọng trong thiền, thiền tứ niệm xứ đó là như thế nào, mà tóm tắt là mình phải có niệm, tức là mindfulness trong tất cả mọi đối tượng mà nó tới, nó tiếp xúc với mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Và cái quan trọng là mình phải nhìn lại xem cái awareness of của cái tâm của mình đối với những cái điều kiện đó. Ví dụ cái đó nó tiếp xúc, mình có niệm để mình thấy nó tiếp xúc, mà khi nó tiếp xúc rồi đó, cái phản ứng của tâm như thế nào. Phản ứng của tâm mình thường thường là đa số là ác pháp hết á. Thành ra khi cái tâm mình nó nhanh, mình phản ứng đúng mức và theo điều kiện đó, thì lúc đó đó cái thiền nó mới có kết quả. Chứ còn không á, từ cái đầu, cái câu đầu là Atabi Samba Chano Satima, nhưng mà khi cái tâm mình nó phản ứng với cái điều kiện vừa rồi, vừa cái sự tiếp xúc đó mà phản ứng là tâm bất thiện, thì không thể nào gọi là hành thiền minh sát được đó. Thành ra đó là những cái mà cần để khi mà mình quan sát. Còn cái chuyện mà cái đối tượng này nó không có quan trọng trong lúc đó. Bởi vì sao? Bởi vì thiền là công việc làm của tâm. Nếu tâm mình nó có đủ điều kiện đó, thì mình quan sát đối tượng nào cũng được cả, chứ không căn cứ vào mình phải chọn cái gì. Cái nào mà nó vô trong mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình mà cái tâm mình nó hay biết nhanh, thì mình ghi nhận cái chỗ đó mà thôi. Awareness, tức là ghi nhận chỗ đó thôi. Rồi mình coi cái phản ứng của tâm mình với cái sự ghi nhận đó như thế nào, mà làm liên tục như vậy đó, thì cái đó mới là tốt. Chứ còn nếu không rất là nguy hiểm. Nam mô Bích Thầy. Nam mô Bích Thầy. Dạ sa thú. Dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều đã trả lời câu hỏi của con. Dạ cho con xin tiếp tục hỏi thêm một câu hỏi nữa là kính thưa Ngài, khi mà con thì con ngồi thiền cũng một thời gian, nhưng mà sau đó đó Ngài, là mỗi lần mà con ngồi xuống đó Ngài, thì bắt đầu con ngồi thì con bắt đầu mình vô mình hít thở, quán ra mình hít theo dõi hơi thở đó, thì mình hít thở là hai cánh tay con nó lạnh Ngài, nó lạnh như là mình bị cũng như là mình cảm nhận là cái gió nó lạnh mà như là đông đá luôn vậy đó. Thì mỗi lần như vậy thì sau này cái mỗi lần mà con ngồi đó thì con bắt đầu con mới mới đầu thì con lấy cái mền con quấn hai cái tay con, nhưng mà nó vẫn lạnh như vậy. Rồi xong sau đó thì con lấy cái áo lạnh con bận vô, thì nó cứ như vậy. Thì có một lần đó thì con có nói chuyện với một vị, thì sau đó đó cái vị đó hỏi con, thì con nói là vậy là con đứng vậy luôn rồi. Cái tự nhiên sau khi mà con nghe vậy Ngài, mỗi lần con ngồi là con bị như vậy, cái sao cái là mình cũng đảng, con cũng bị đản trí, cái con bớt ngồi lại, mà cứ mỗi lần con ngồi xuống là hai cái tay con lại bị như vậy, nó lạnh mà nó lạnh kỳ cục lắm, chỉ hai cái cánh tay thôi Ngài.
Có phải là nhiều khi con nghĩ là tại nói vậy cái mình bị cái tâm mình tưởng cái mình dính vô như vậy luôn không ngài? Dạ con kính dâng mít cho ngài để ngài có thể giải thích cho con làm thế nào mà con có thể bước qua được cái này ngài. Tại con hỏi cũng không chưa có không có câu trả lời nữa ngài. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Tiêu Tông Hiền Gia Kinh Thưa Chủ Vị. Vấn đề thứ nhất là trước khi mà mình ngồi mình nên đi tới đi lui. Cái thứ hai khi mình ngồi xuống đó, cái điều quan trọng nhất theo pháp hành, nghĩa là Bạch Tị pháp hành đó, nó có năm giống như bậc thang, nó có năm bậc đó. Bậc thứ nhất là gì? Theo pháp hành nha, thứ tự của pháp hành. Thứ nhất là tam quy và ngũ giới. Làm gì là phải thọ cái đó trước, phải xin thọ cái đó trước chứ không là không phải. Thứ nhất là quyền ngũ giới. Cái phần kế tiếp đó, cái phần kế tiếp đó là tùy theo, nếu là cư sĩ thì hành thập thiện, tức là mình quán sát trong ngày đó mình làm những cái gì liên quan tới thiện pháp trước. Còn đối với cư sĩ, tu sĩ thì đó là nghĩa là đâu đà. Ví dụ như trong thời mình lên hành một cái pháp nào, ví dụ ăn một buổi hay ăn một trong chén không là rồi, ví dụ đầy đâu đà cái khái đó. Tới cái phần thứ nữa đó là bắt đầu hạ thủ công phu với một trong những đối tượng của thiền chỉ mà nó phù hợp với cá tánh của mình để làm yên, chứ không phải là mình phải hoàn thành thiền chỉ gì cả, nhưng mình đó là cái phương tiện để làm cho cái tâm mình nó được yên lặng, rồi sau đó là mới quán theo thiền minh sát, quán theo minh sát nó. Thì cái mà đầu tiên đó là tam quy, đó là phải chắc chắn, rồi tới giới, rồi tới thập thiện theo cư sĩ, trụ đông theo tu sĩ thiền chỉ và thiền minh sát, thì tùy theo mình hành cái gì cũng phải, nó phải qua vậy đó. Thành nó dầu rằng mình hành thiện minh sát thì nữa, nhưng mình vẫn phải làm cái đó để làm gì, để cho cái kinh nghiệm của mình nó có năng lực khi mà mình quán cái đối tượng về thiền chỉ đó, để cho cái định cái tâm của mình nó có năng lực nhờ vào cái định với cái niệm đó, thì khi mình quán nó thiền minh sát nó rất là dễ. Còn cái chuyện này chuyện nọ nó xảy ra đó là do một số cái điều kiện về thân thể cái đó thì phải hỏi bác sĩ chứ còn hỏi không thì chứ không còn không biết đâu. Nhưng mà chắc chắn là tại vì mình không làm theo cái đó nên nhớ là mình không phải là mình đi cho đã đờm vô thì mình ngồi xuống là tủ công phu liền, đó không phải. Nó mình phải nghĩa là cái tối thiểu phải làm đó là thọ tam quy ngũ giới rồi tụng kinh, tụng nguyệt kinh lễ bái tam bảo ngắn thôi, để làm gì? Hoặc là thêm bài tin hồi hướng nữa để làm gì? Để mình cảm ơn cái bậc mà đã cho mình cái pháp này. Chứ còn không mình vô mình cứ mình ngồi giống như mấy ông mà không phải là Phật giáo, mình vô ngồi thiền ít khi nào có kết quả là vậy đó. Đâu phải mình vô là mình ngồi mà thổ ung phu hít vô thật ra cái đó, nên phải đi từ bậc đàng hoàng chứ không ấy. Những cái bậc nào liên quan tới cái ví dụ thọ tâm quyền ngũ giới để cho làm cho cái tâm mình đã chắc chắn, cái đức tin mình về cái Đức Phật giáo pháp chư tăng chắc chắn. Và khi mình tụng lễ kinh bài kinh lễ bái tam bảo thôi đó, tức là mình mang ơn, mình đảnh lễ những cái bậc mà cho mình những cái lợi ích này. Cái đó là phải làm. Còn nếu mà quý vị không làm như vậy, nó có những cái trở ngại khác do cái gì khác thì chúng tôi không biết, nhưng mà thường những cái trở ngại cái là tại vì mình nhiều khi mình ngồi đó, mà mình vô mình ngồi liền đó, cái tâm mình nó không có cái sự kính trọng, thứ nhất không có cái sự thanh tịnh đúng mức, thành ra rất là nguy hiểm cho cái tiến trình mà sau này khi mình nó một khi nó quen rồi cái mình ngồi cái bây giờ cái thử vậy đi rồi trước sau thì là tính. Nó mô bích thầy vậy. Không, Nguyên Trang còn thắc mắc lên nữa đi, em mới thấy giơ tay. Mời bàn tay Nguyên Trang nha, hỏi cho hết ý đi, đặng dễ nhớ hơn. Dạ không hả? Ủa sao mới thấy bàn tay mà? Vậy chắc là dòm lộn rồi. Sau đây con thấy nít 1116 Đức Phật có thuyết bài kinh Nhất Dạ Hành Giả trong Trung Bộ Kinh. Quá khứ không truy tìm, tương lai chưa đến, chỉ có pháp hiện tại.
Xin sư giải thích tại sao không truy tìm quá khứ, pháp hiện tại là pháp gì? Con xin sư giải thích. Theo tạng kinh, theo tạng Abhidhamma, con xin cảm ơn sư, chúc sư nhiều sức khỏe và luôn an lạc. Dạ con xin leo xuống ạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái quá khứ là cái nó đã mất rồi, nó đã qua rồi, mình suy nghĩ tới nó cũng không làm gì được cả. Cái thứ hai, pháp hiện tại là gì? Pháp hiện tại là cái đối tượng mình đang hành. Thiền tứ xứ quán gì đó là đối tượng mình đang hành. Thì theo tạng kinh đó là không nói tới chi pháp mà nói một cách tổng quát, nhưng mà theo tạng gì pháp đó, khi mình suy nghĩ tới cái quá khứ mình đó, tức là tâm xảo đó là tâm hôm qua sư kinh Mi Lăng Đá dạy rồi đó, tức là phóng dật, tức là cái tâm mình ở trong ác pháp, ác pháp à. Mà còn trong pháp còn cái pháp hiện tại là những cái pháp mà nó liên quan tới hai phần. Thứ nhất là đối tượng, thứ hai là cái pháp quán cái đối tượng đó. Pháp quán đối tượng đối thiện minh sát là Ata Bi Sampa Chano Sa Tiên Ma. Còn cái pháp mà bị nhìn, tức là bị quán đó, tức là thân thọ tâm pháp. Nam mô Bụt Thà. Dạ dạ sa thú, dạ kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ hồi nãy giờ Minh Tâm có sót qua câu hỏi nào của quý vị, xin quan hỷ post lại giùm. Hoặc là quý vị có thể giơ tay lên hỏi trực tiếp, như là Nguyên Trang, với Nguyên Trang còn thắc mắc gì nữa không. Dạ thấy bàn tay của Nguyên Trang rồi, mời Nguyên Trang lên tiếp nha. Nam mô Bích Thầy. Dạ dạ con kính lễ đảnh lễ quý ngài, dạ kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa ngài, ngài cho con hỏi thêm một câu nữa. Dạ thưa ngài, con thấy con không biết là từ khi mà con thiền á ngài, thì sau này con thấy cái người của mình nó có cảm giác lạ lắm ngài, là con hay bị nổi da gà ngài, nhưng mà cũng như cái cảm giác nó thoáng lẹ lắm. Thí dụ như nhiều khi con đang lái xe mình thì mình cũng lái thôi, thì tự nhiên cái người mình nó cảm phản ứng là nó rần người cái nó nổi da gà cái, thì con nghĩ cái tâm mình tự nhiên có phản xạ, thì cái tâm con tự nhiên ngó vô cái kính hậu, thì con cũng như giống như là một cái người mà đứng bên đường mà mình chạy khuất qua, thì mình giật mình là mình thấy người ta vậy đó. Thì cái phản giống như là ở đây con nói cũng như là mình thấy một cái người mà khuất mặt vậy đó. Thì cái đó không phải là cái cảm giác một lần, mà cái cảm giác nó rất là nhiều lần như vậy, mà cũng như mình không có chú tâm đến một cái gì hết, nhưng mà lâu lâu cái con bị rùng mình một cái, giống như là mình dạ đúng rồi, nó tự tự như thế ba vậy đó. Thì con muốn hỏi cái ở đây là có phải là khi là mình hành thiền á xong thì cái cảm giác của mình nó như vậy không ngài, hay là có nhiều khi á, khi mà con có một lần á thì tụi con đọc kinh cho của như là dượng của con mới vừa qua đời, thì lúc đó đó thì Nguyên Như có nguyện, Nguyên Như cũng như là xin mà thỉnh, cũng như Nguyên Như thỉnh chư thiên mà cũng như gần xa rồi ngọc. Thì khi mà Nguyên Như thỉnh á sư, cái người con nó nổi, bây giờ con nói nó nổi da gà, nó rần hết luôn vậy đó. Mà con ngồi cũng như mình, con ngồi con nhắm mắt mà con nghe từng cái lời thỉnh của Nguyên Như á, mà con nổi da gà hết, nó rần, ý là con còn nói chỗ làm gì thỉnh đông quá vậy, thỉnh cũng như con cảm nhận như là người ta, cái những cái người mà Nguyên Như thỉnh á, nó tới cũng như người ta tới hội tụ lại đó ngài. Thì con không biết là cái đó có phải là tại vì cái cảm giác của mình hay không, hay là cái đó nó có thật à. Dạ con kính nhân mít cho ngài, mà con thấy con bị cái đó hơi nhiều, hay bị bình thường hay bị lắm ngài. Dạ con kính nhân mít cho ngài để ngài có thể giảng dạy cho con ạ.
Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái đó thứ nhất là nên đi bác sĩ coi lại cái cơ, các cơ phận trong người nó có bình thường hay không. Tại vì mình nhiều khi đó nó có những cái triệu chứng nó phát sinh từ cái cơ phận trong người của mình. Giống như mình đi mình thấy cái gì đó mà thật sự không có gì đâu, hoặc ánh sáng nhán ra này kia, xong cái đó là cái bệnh của cơ thể. Đi bác sĩ khám cho nó chắc ăn. Chứ còn không ai theo mình á. Cái người mà theo mình á là khi nào mình tạo phước báo rất nhiều kìa, ta theo đó người ta xin mà thôi. Chứ không phải là mình có cái đó là do thiện do quả, cái đó không phải. Không phải. Nhớ cái đó không có phải. Cái thứ nhất, cái đó, cái thứ hai nữa đó là trong lúc lái xe, trong lúc làm gì đó mình không có niệm, mình nhớ không có niệm. Không có niệm thành ra mình dễ bị có những cái phản ứng mà nó liên quan tới cái sự suy nghĩ nó thoáng qua trong tư tưởng mình, nên nhớ sự suy nghĩ đó nó rất là nhanh, nó thoáng qua trong tư tưởng giống như mình đường đứng vậy đó, thì tự nhiên cái mình cảm thấy như có cái tâm mình nó phóng đi đâu không biết, làm như cái mình tự nhiên mình nghĩ như cái ai nhìn mình cái tự nhiên, mà thật sự không ai nhìn mình cả, không ai không đâu mà rình rình nhìn mình hoài ha. Thành ra cái chuyện đó đó là thứ nhất đi bác sĩ trước rồi đã. Cái thứ hai nữa đó là làm những ráng có niệm, tập trung tư tưởng có niệm làm để cho cái tâm nó ở trong cái đối tượng đó, thì những cái đó nó không bao giờ nó xảy ra đó. Khi nào cái người nào mà cái niệm nó mạnh rồi đó, tức là cái tâm luôn luôn nó ở trong tư tưởng, trong cái đối tượng đó đó, mà nó không làm cái tư tưởng mình mà phóng tầm bậy tầm bạ. Cái chuyện đó nó sẽ không có. Đối với người cơ luôn luôn có niệm thì không có. Mấy người mà không có niệm, bất cứ chuyện gì nó có thể nó xảy ra do cái bệnh tưởng không người lái của mình đó, thì thường thường và cái gì nó có thể xảy ra đó. Thành ra không có gì lạ đó ha. Thứ nhất có thể từ bệnh từ cơ thể, thứ hai thiếu niệm. Vậy thôi, Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Và sau đây con thấy có câu hỏi của Định Tại Song Tu. Kính thưa sư, trí thấy tam tướng tuy chưa phải là thấy tứ đế, nhưng phát triển cái trí tuệ thấy tam tướng đến rốt ráo thì sẽ dẫn tới cái trí thấy tứ đế, có phải như vậy không kính thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thấy tứ đế phải là đạo quả, còn nếu chưa phải là đạo quả thì không thể thấy tứ đế được. Mà nhớ chỉ có tâm siêu thế mà thôi, tâm đạo tâm quả. Rồi sau khi tâm đạo tâm quả nó diệt thì có thể phản kháng, nó quán lại cái mình đã thấy. Chứ còn cái trí ta thấy tam tướng, thật sự thấy tam tướng, cái trí của cái tệ thứ ba là thấy rồi. Tệ thứ nhất và thấy danh sắc, tệ thứ hai thấy nhân duyên danh sắc, tệ thứ ba là bắt đầu thấy tam tướng mờ mờ rồi ha. Đó. Thành ra dầu mình có luyện tới đâu đi nữa đó, cái trí tệ thấy tam tướng mà có tốt ráo tới đâu này nó, nếu mà vẫn còn là cái tâm hiệp thế thì không thể nào thấy tứ đế được cả. Mà muốn thấy tứ đế thì phải là tâm siêu thế. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, sa thú kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, xin mời quý vị Phật tử chúng ta tiếp tục ạ. Ai có thể giơ tay lên hỏi thẳng trực tiếp. Đây coi hình như thêm một câu hỏi nữa. Dạ đúng rồi, thêm một câu hỏi nữa. Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, một vị Phật chánh đẳng giác ra đời trong phạm vi 10.000 đại thiên thế giới, không có vị Phật thứ hai. Vậy ngoài phạm vi 10.000 đại thiên thế giới thì có thể có nhiều vị Phật chánh đẳng chánh giác khác phải không kính thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái này xin trả lời là không biết, tại vì trong kinh không có nói tới.
những cái gì mà là ngoài cái sự hiểu biết của các bậc đại thinh văn thì Đức Phật không bao giờ nhắc tới cả, bởi vì khi Ngài nhắc tới nó không có bằng chứng, nên là sẽ có nhiều cái điều không hay. Ngay cả Ngài từ lúc Ngài ngồi với cụ đề là Ngài thấy là ngạ quỷ tới nghe là tùm lum đó, mà Ngài đâu có nói, cho tới khi Ngài mất hình là với một ngày nữa là Ngài gì đó tôi quên tên nè, đi từ trên núi Khế Chật Cổ xuống mà thấy đó, thì Ngài kia mới cười đó. Ngài kia mới cười xong rồi cái gì đó mà hỏi tại sao sư huynh cười, thì Ngài mất khoa la đá, Ngài nói hỏi ta trước mặt Đức Phật, thì hỏi ra đó thì Đức Phật mới nhắc ta cũng thấy đó, Ngài mới kể chuyện ngạ quỷ này kia ông dùng, thì mà cái đó trong kinh điển không có nhắc tới, thì chúng tôi xin trả lời là không biết. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú lành thay, và xin mời quý vị giơ tay lên đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Còn không có thể text chat lên. Giống như là định thời song tu, Minh Tâm sẽ cố gắng đọc. Còn quý vị nào thời buổi khá rồi, quý vị mua và ráng mua cái mic đặt câu hỏi trực tiếp. Chúng ta bây giờ quý vị thấy rằng là Phật Pháp lên tới Facebook luôn rồi. Facebook bây giờ cũng có tiếng Pháp cho nó nữa, cho nên chúng ta ráng tranh thủ lợi dụng truyền thông quý vị, và lợi dụng internet để học Phật Pháp. Chú kinh có trước máy không ấy chú? Hình như có câu hỏi nữa rồi. Định tuệ song tu. Kính thưa sư, trong đoạn kinh này các tỳ khưu để thấu đáo Phinya giá về tham ái, ba pháp cần phải tu tập thế nào là ba? Không tánh định, vô tướng định, vô nguyện định. Kính xin sư giảng nghĩa trong cái giảng nghĩa không tánh định, vô tướng định và vô nguyện định là gì? Con kính cảm ơn sư và con kính thỉnh sư Lưu Tông. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Đây là cái ba loại pháp hành để thấy niết bàn của cái vị mà thấy vô thường, thấy khổ não hay thấy vô ngã. Thành ra những cái này là nó liên quan tới cái đó mà chúng tôi không nhớ cái chú giải nào rồi chỉ dẫn cái đó thành ra. Nhưng mà chỉ nói sơ đó là cái định của cái bậc mà hành thiền mà thấy vô ngã, thì cái định đó có tên khác. Hành thiền mà thấy khổ thì cái định tên khác, mà thấy vô thường cái định tên khác. Thành ra cái ba cái này là nó liên quan tới ba cái con đường dẫn tới ba cái cảnh niết bàn của vị đó. Nhưng mà chúng tôi nhớ không rõ trong cái chỗ nào để vị này từng tới rảnh thì vô hỏi đi ra để chúng tôi coi cái nam kêu nào cho nó chắc ăn để trả lời, cho chắc ăn để trả lời, ngồi cái nó đi thành cái chuyện khác mệt. Xin sorry Nam mô Bụt Thầy dạ. Chang Yi Ngan, Hong Yi Ngan, do you believe the fat Buddha or the skinny one? Hey, do you worship the fat Buddha or the skinny Buddha? Which one do you worship? I want to know. Chang Yi Ngan? Dạ, xin sám hối đạo tràng. Lúc này bao nó bắt mình phải cho lý do mà không biết đánh gì, ta đánh đại dăm ba chữ vô nó mới chịu, nó mới chịu cho mình bao, và xin sám hối ạ. Xin mời quý vị tiếp tục ạ. Minh Tâm nhảy ra vào lại cho nên mất cái phần test chat của quý vị đặt câu hỏi đó.
thì có thể lên hỏi trực tiếp hay là post lại câu hỏi của mình ạ. Dạ, bây giờ không ai hỏi hết. Thôi con hỏi. Dạ thưa sư, hôm qua con có nghe người ta kể và một cái chuyện xảy ra đó là sư là cái người mẹ ấy, cất vàng ở trong một cái tủ tủ sắt, rồi chỉ có người mẹ với người con có cái chìa khóa thôi. Dạ thì người mẹ đi về thì thấy cửa mở mất hết vàng trong đó. Thì sau đó bị giống như là căng thẳng quá, nó lo sợ quá, giờ đi đi vào quên lãng luôn, tức là bây giờ không có biết gì luôn, 7-8 năm nay rồi. Giờ thì người con thì bị những người anh chị em là coi như nói rằng là cái người đã làm ra cái chuyện đó, cái người đã làm cái chuyện đó. Thì ở đây con muốn hỏi là khi mà cái người mẹ mà bị như vậy đó, và thì cái tâm lúc đó nó đã diệt rồi, không sao, dù rằng người đó bây giờ vẫn nằm như người gỗ, nhưng mà ở trong đó con nghe bữa sư nói như là nó vẫn có dòng tâm thức, thì cái tâm mà lúc mà bị phát loạn đó, thì cái tâm nó diệt rồi, nó không ảnh hưởng gì tới cái đường luân hồi, phải không thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, cái tâm nó diệt, cái tâm lúc đó nó diệt, nhưng mà nó để lại cái dấu ấn để sanh lại, sanh tới sanh lui hoài chứ. Còn khi nào mà cái tâm mà với cái tâm trở xác mà nó diệt mất thì phải đi qua cảnh giới khác, cái nằm chỗ đó đâu có được. Đó, cái đó thì nó liên quan tới cái tiền nghiệp quá khứ một phần, cái nghiệp hiện tại một phần. Tại nghiệp hiện tại mà con người mình mà nghĩa là bị cái sốc gì quá nặng đó, thì nó cũng làm cho cái tâm nó thay đổi như thường, chứ không phải dễ đâu, nó không thay đổi. Thành ra nhiều người tự nhiên bị cái sốc thì có thể điên luôn là vậy đó, hoặc là mất trí nhớ, thì đại khái mình nói mất trí nhớ này kia sùm nó là do những cái trường hợp đó. Nhưng mà cái đó, cái hiện nghiệp đó là nó phải có cái sự giúp đỡ của cái tiền nghiệp, nên sau này nó mới đưa tới những cái bệnh mất trí rồi như vậy, chứ không phải khi không mà mất trí được, mà nó diệt rồi nó sanh lại hết á, tâm là nó sanh diệt từ vô thể tới vô chung, cho tới khi nào mà tứ thánh đạo, tứ thánh quả phát sanh thì lúc đó cái tâm nó mới gần hết sanh diệt mà thôi. Chứ còn chúng ta như bây giờ thì nó sanh diệt luôn luôn, không bao giờ mà chấm dứt được cả. Từ khi đặt tứ thánh quả thì tới cái lúc mà cái tâm tử của bậc tứ thánh quả mà phát sanh thì cái lúc đó mới gọi là diệt hẳn. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sau đây con thấy có câu hỏi của nick 1116. Nếu dạ trước hết con kính tri ân sư Lưu Tông, và con lo dòm đọc con quên tri ân sư xin sám hối. Con xin đọc câu hỏi ạ. Nếu một người lúc nào cũng trầm tư suy nghĩ, nhớ tới những chuyện trong quá khứ rồi tự quan hỷ sung sướng hay buồn rầu, và nhất là hay than thân bạc phước phận thấp hèn vân vân, đối với người Phật tử thì sẽ ảnh hưởng sự tu học hàng ngày chấm hỏi, đối với những người xuất gia như nhà sư hay tu sĩ thì sẽ ảnh hưởng tới sự tu hành, và nhất là có phạm giới không chấm hỏi. Con xin sư giải thích và con cảm ơn và chúc sư luôn an lạc. Dạ con thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, thực sự ra mấy người mà đừng nói giống như cái chuyện đó, người ngồi lê đôi mắt không thì đã không có thể làm được việc gì được trong đời sống này rồi. Trong giáo pháp Đức Phật đó, người có tâm quan vu hay người ngồi lê đôi mắt đó, không bao giờ có được cái sự tiến bộ trong giáo pháp Đức Phật cả. Thì dĩ nhiên là nó phải ảnh hưởng trong sự tu học hàng ngày, chứ không thể nào không phải ảnh hưởng. Mà chẳng những nó không ảnh hưởng, nó ảnh hưởng mà nó còn làm hại cái tương lai của mình nữa.
đối với bậc xuất gia đó là khi nào đã không làm như vậy đó thì Đức Phật rất thì chê trách. Nhưng mà nếu mà vẫn tiếp tục như vậy mà ăn cơm của tín thí đó thì cái đó chuyện là Đức Phật chê trách chứ lắm. Bởi vì mình đã không làm đúng nhiệm vụ của cái bậc người của một vị tu sĩ. Vị tu sĩ là tối thiểu là giới phải giữ, định phải hành, tuệ phải tu. Mà mình không làm ba điều đó là Đức Phật là đã chê trách rồi, chứ đừng nói mình ngồi mà cứ ngồi tương tư hết chuyện này tới chuyện nọ này kia ông sùm này, cái đó là chắc chắn là đừng nói tu hay không tu gì vậy, nó làm mất thời giờ dữ lắm. Con người chúng ta đó có những cái mà chúng ta cứ nhìn bên ngoài chứ không bao giờ nhìn bên trong á. Khi nào mà chúng ta nói cái tới sắp động đất, tất cả mọi người đều lo tính chuyện rồi này kia, hay là nó đầu sắp tận thế rồi làm bao nhiêu chuyện. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, đó là cái chuyện, những cái chuyện mà tào lao vô ích nhất mà con người luôn luôn nghĩ tới. Cái chuyện mà người nên nghĩ tới là cái ngũ quẩn này nè, trong vòng 1-2 phút nữa nó vẫn có thể là nó nổ tung như cái trái đất này vậy đó. Chứ mình không sống lâu rồi ở đó, cái chuyện mà mình mới biết mình có thể là bất cứ lúc nào cái chuyện đó cũng có thể xảy ra đối với ngũ quẩn này, tại sao mình không lo làm những cái việc mà cần phải làm theo lời của bất trí ta dạy. Ở đó mình ngồi suy nghĩ động đất phải làm sao, phải kêu ra số điện thoại nào chi ông xong vậy. Mình chờ mình mà đi đoàn tụ trước khi động đất của mình hỏi đáng lẽ phải nên lo chuyện đó chứ đi lo chuyện gì tào lao rồi từ đó không nên ha. Thì cái trường hợp này cũng vậy, ngồi cái trầm tư mà tưởng biết để làm gì, thay vì ta ngồi ta đếm hơi thở nó vẫn có nhiều phước báo hơn. Hay là ta ngồi ta đọc một đoạn kinh, hay ta mở câu kinh Pháp Cú ra ta lẩm nhẩm lẩm ta đọc, nó vẫn tốt hơn nhiều là lo với người mà trầm tư hoặc tưởng vậy. Cái chuyện quan trọng là đối với ngũ quẩn này mình làm được gì trước khi mình bị hoại diệt, chứ không phải là trái đất này nó hoại diệt hay là cái miền Nam Cali này nó sẽ bị động đất, cái lỗ nứt nó rất là lớn, ví dụ vậy đó. Cái chuyện đó là cái chuyện của thiên nhiên, là chuyện của cộng nghiệp của chúng sanh, chứ không phải của cá nhân mình. Cá nhân mình là mình phải lo trong vòng 2-3 giây nữa. Ngay cả cái người mà đang nói chuyện với quý vị đây chưa chắc là quá 5 giây ha. Nó chuyện đáng lo là cái chuyện vậy đó. Chứ còn cái mấy chuyện kia, mấy chuyện tào lao, đừng có suy nghĩ tới. Thành ra có những cái tên mà bệnh hoạn giống như cái tên mà vua kinh ấy là nó hơi nào mà tốn cái thì giờ để mình suy nghĩ tới đó. Mình mỗi lần mình suy nghĩ tới những cái chuyện đó, tức là mình đã phí cái thời gian. Mà thời gian nó qua đi, nó không phải là nó phí không, mà nó còn đem theo cái mạng sống của mình đi nữa. Là nó thời gian rất là quý cho cái người muốn làm được những cái thiện pháp, còn thời gian rất là vô nghĩa cho những người luôn luôn có cái tư tưởng mà luôn luôn trầm tư, luôn luôn nghĩ mình sẽ là nhà nghĩa là hiền triết trong kiếp sau, ví dụ vậy. Thành ra mấy chuyện đó không nên. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thu kính tri ân sư. Sau đây thấy định tuệ song tu hỏi kính thưa sư, có phải đoạn kinh này dạy cái thấy tam tướng dẫn đến tâm đạo quả thấy tứ đế? Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Chấm hỏi. Không định vô tướng, định vô nguyện định, này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi? Chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa chư quý vị, thì ba cái định này là nó dẫn tới giải thoát. Mà giống như chúng tôi nói nãy đó, chúng tôi không nhớ là cái định của không định, cái định của vô tướng định, vô định là nó thuộc về cái cá tánh của cái vị đó thấy cái gì. Chúng tôi là không nhớ vậy, bởi vì hình như là thấy khổ thì nó là cái gì, định thấy vô thường nó là cái gì, định mà thấy vô ngã nó là cái gì, định đó chúng tôi không nhớ rõ, chúng tôi cần phải lật tra lại ấy. Nhưng mà khi mình thấy tam tướng, tức là con đường dẫn đến
đạo quả để thấy tứ đế, nhưng mà cái đó không có gì bảo đảm cả. Bởi vì nó có những cái antaraya, tức là nguy hiểm của thiền minh sát đó. Thí dụ mình có thể mình tu nó đi liên tục tới cái tệ thứ 12, tức là tệ xã hành đó, sẵn khả lưu việc khả nhà ná đó, theo chú giải thì nó sẽ dừng lại trong những điều kiện sau đây. Thứ nhất, cái vị đành đó là người đã được thọ ký là bậc chánh đẳng chánh giác thì sao, là tệ tới đó là không có thể đi lên nữa, dầu rằng thấy tầm tướng thấy gì cũng không quan trọng. Cái thứ hai, cái người mà tới đó đó là người đã làm ngũ nghịch đại tội, đi tới đó cũng ngưng, không thể đi tiếp được, nghĩa là không thể đi để thấy tứ đế, thấy niết bàn được. Còn cái thứ ba đó, với người đó bất tịnh mà không biết, với nhẹ thôi, bất tịnh mà không biết, thì khi tới đó là mình phải xét lại để coi mình có bị cái giới bất tịnh chỗ nào, mà đi làm thế nào để cái giới mình nó trong sạch trở lại thì đi tiếp được, còn không nó ngưng chỗ đó. Cái thứ tư nữa là Ariyu Bà Qua Đá, tức là mình nói xúc phạm đến bậc thánh thì tới cái tệ đó vẫn ngưng lại như thường, chứ không thể nào đi vào rằng mình thấy mình có định có gì không cần biết, nhưng mà với những cái điều kiện đó thì tới đó nó sẽ ngưng lại. Thành ra đó là những cái điều mình cần phải suy xét để mình có thể đi qua khỏi. Còn nếu không thì tới đó là nó đứng lại. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú và kính trang sư Liễu Tông. Quý vị nào tiếp tục nêu lên thắc mắc của mình ạ. Quý vị có thể giơ tay lên đặt câu hỏi trực tiếp hay là text chat. Dạ, chú Kinh có gì thắc mắc không? Dạ, nếu có thắc mắc mà chú Kinh giơ bàn tay lên ạ. Để bà con hỏi hả? Dạ. Rồi, vậy chú Kinh nói để bà con hỏi, mời bà con giơ tay lên hỏi ạ. Dạ, chúng ta còn một tiếng nữa quý vị. Dạ, còn một tiếng phù du nữa là hết giờ. Dạ, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ, sư Nguyên Thông khỏe không? Sư có thắc mắc gì không chứ? Dạ, nếu sư Nguyên Thông có thắc mắc xin bàn tay của sư lên hỏi ạ. Dạ, con kính thỉnh sư Liễu Tông dùng nước ạ. Dạ, tụi con là Phật tử online cho nên nói bằng miệng không ạ. Dạ, thấy bàn tay chú Kinh, nhưng mà chú Kinh nè. À, thầm mô với thầy á, kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào tất cả quý vị. Alo, nghe rõ mà. Alo, 1, 2, 3. Alo. Ok, dạ. Yeah. Dạ, kính lễ sư Liễu Tông. À, thì bà con ngồi im re hết rồi. À, thôi, giờ lần lần lôi lại cái câu nãy sư nói. Sư nói về cái tứ quan nghi đó. Cái tứ quan nghi đó là đi, đứng, nằm, ngồi. Thì tất cả tứ quan nghi đều là thuộc về thiền động. À, thì cái chỗ này là con cung thỉnh sư Quan Hỷ giải thích như thế nào, nó động chỗ nào, nó tịnh chỗ nào, và những cái bọn sắc của sanh cho nó như thế nào, tại sao mình gọi chỗ đó là động, chỗ đó là tịnh. À, con cung thỉnh từ từ Lý Tông giải thích chi tiết hơn chứ xưa ạ. À, nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư Tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị. Ví dụ thấy ngồi đi, động như thế nào, mình ngồi như vậy nè, là đã ngồi, không thể quan sát thấy ngồi được. Thì thấy ngồi đó mình quan sát được đó, chúng tôi nói chú giải Bali: Ni sĩ đá mi tì chịch tăng ưu bạch chá tị, sự suy nghĩ sẽ ngồi phát sanh. Tăng qua văn chá nê tị,
thì suy nghĩ là phát sanh chất gió. Qua vô nguyên chất tinh như chất này thì chất gió chuyển động. Thì bây giờ chỉ cần là ba câu đó là thấy nó động chưa? Sự suy nghĩ sẽ ngồi phát sanh, thì suy nghĩ sẽ ngồi phát sanh đối với chúng sanh đó đang đứng hoặc đã đứng hoặc đã nằm. Chứ còn bây giờ mình ngồi mà mình suy nghĩ mình sẽ ngồi đó thôi, chắc đang ngồi trong chỗ nào ở Biên Hòa rồi đó. Rồi sự suy nghĩ là phát sinh chất gió, mà chất gió là cái chất gì? Thấy không? Chất gió là đây, chất chuyển động này, làm sao mình nói là cái thế ngồi thế động được. Đó. Là phát sinh chất gió rồi, chất gió đó chuyển động. Đó. Thấy rõ ràng ba cái đoạn đầu của cái lời giải thích là thế nào là ngồi là vậy đó. Ni sĩ đá mi tì chỉ tăng ngụ bạch sát tì, sự suy nghĩ ngồi phát sanh tăng qua văn chánh nê tì, sự suy nghĩ đó là phát sanh chất gió, qua vô nguyên chất tinh chánh nê tì, chất gió nó chuyển động. Nó nội như đó là thấy thế ngồi là thế động rồi vậy, thấy không? Nam mô Bích Thầy giá. À, chú Kinh lên là hỏi có một câu hả? Làm luôn là hai ba câu đó chứ là hỏi có một câu hả? Dạ kính tri ân sư Lượng Tông. Dạ quý vị tranh thủ lên hỏi à, có ai quan hỷ giơ tay không ạ? Dạ, hôm nay room có 29 người thôi. Ở Mỹ thì cũng giàu lễ mà ở Việt Nam này cũng giàu lễ luôn nữa à, cho nên chắc là ta đi ăn lễ hơi nhiều. Dạ quý vị nào có thắc mắc xin đặt lên câu hỏi của mình ạ. Dạ con thỉnh sư Lưu Tông dùng nước à. Dạ mời đạo tràng có thể giơ tay lên, dạ giơ tay hỏi trực tiếp dễ hiểu hơn. Rồi không ai hỏi hết, thôi Minh Tâm hỏi. Dạ thưa sư, trong cái vấn đề mà người cha mẹ khi mà già đó thưa sư, thì có nhất thiết phải để lại tài sản mình có cho con cái hay không ạ? Dạ trong kinh điển là Đức Phật có khuyên chúng ta nên để tài sản cho con cái hay không, hay là chúng ta muốn làm như thế nào thì làm, thì cái đó là cái tài sản riêng của hai vợ chồng. Dạ hay là chúng ta bắt buộc phải để lại cho con cái? Và kính thỉnh sư Lưu Tông. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư Tông hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự để tài sản là gì, mình nên dạy con mình cách câu cá, chứ mình đừng để lại cái cần câu cho nó. Cái quan trọng là mình phải lo cái vấn đề đó trước, chứ không phải là rồi mình tới để có đem bao nhiêu tiền rồi mình để cho nó. Trong kinh Pháp Cú có cái câu mà Đức Phật đi với ngài Ananda, chúng tôi nhớ câu nào hộ gì hỏi ngài Trưởng Lão sẽ biết, thì mới gặp một cái hai ông bà để ăn mày đó. Thì Đức Phật nói nếu mà người đó mà nghĩa là từ vô chùa từ nhỏ học hành đàng hoàng thì đất này là đất nó đó, tại cha mẹ khi ở là để khi mà đi để lại tiền nhiều quá, để lại tiền nhiều quá cứ lo nhậu riết rồi cái hết tiền phải đi ra ngoài như vậy, thấy không? Nên để lại cái cách thức để đi cầu cá hơn là để lại cái cần cầu. Đó là quý vị nên để là cái gì tùy theo quý vị cảm thấy là nên để không nên để là như vậy. Nam mô Bích Thầy.
Dạ, Sa Thú, dạ, con kính trang sư Liễu Tâm. Sau đây con thấy nít 1116 có hỏi: Đức Phật có nói vị chân thật là vị ngon nhất trong các vị giải thoát, xin sư giải thích thế nào là vị chân thật theo tạng kinh và tạng áp phí tâm má. Vị chân thật và ba là mật chân thật, hình như là ba la mật hay ba la mật chân thật, thì có những điều giống nhau và những điều khác nhau. Con xin cảm ơn và chúc sư luôn an lạc. Dạ, con kính thỉnh sư Liễu Tâm. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, hiền dạ kính thưa chư quý vị. Đức Phật nói trong bài kinh nào để chúng tôi tra, để chúng tôi coi chú giải thích thế nào, chứ còn nói Đức Phật nói không ai biết được đâu trả lời. Phải có cái chỗ đứng đàng hoàng, chứ còn nói như vậy thì không ai trả lời được cả. Nam mô Phật Thầy. Rồi huynh kinh thấy không, sư bớt cái đoạn trồng cái tứ hoài nghi đó, tứ nghi đó mà, thấy không? Thì huynh cứ nếu mà không tin sư thì cái copy cái đoạn này rồi mai mốt gặp ai giỏi Bali hỏi đó, thấy không? Ngồi nè: đi sĩ đá mỹ tỳ chịt tăng ngục bạch chá tỳ tăng qua văn cho nê tỳ qua vô huy nhất tinh cho nê tỳ chịt tà kỳ đi gia qua vô tha tụ với pha rê ná. Thấy chưa, nghĩa là cái chất gió mà nó phát sinh từ cái hành động của cái sự suy nghĩ tâm, nó làm gì lại mình thấy rõ ràng nó thấy rõ ràng là nó phải động rồi đó. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Sa Thú kính tri ân sư Liễu Tông đã bói lên cho chú kinh. Sau đây con đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, đoạn kinh này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông con đường thích ứng với Niết Bàn. Thấy sáu căn là vô thường, sáu cảnh là vô thường, sáu thức là vô thường, sáu xúc là vô thường, ba thọ là vô thường. Chữ thấy trong đoạn kinh trên là ám chỉ trí tuệ thiền quán, có phải vậy không? Kính thưa sư, dạy con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, hiền dạ kính thưa cho quý vị. Cái vấn đề là bài kinh mà Đức Phật dạy đó tùy theo với người nghe, tùy theo với người nghe, chứ còn mình thấy dạy các bạn, mình biết Đức Phật giảng cho ai. Thành ra mình hỏi một chữ như vậy đó rất khó mà nói ra nó chính xác. Anh nói vậy đó, thật sự trí tuệ thiền quán thường thường thì dịch cho thấy đúng rồi, nhưng mà cái chỗ này có thể có nó có cái gì nó sâu sắc hơn. Thành ra cái tùy theo cái chỗ về kinh Đức Phật dạy mà mình biết dạy cho ai thì mình có thể là trà chú giải để cho cái sự giải thích nó cặn kẽ hơn. Chứ còn hỏi ngang như vậy chúng tôi cũng chịu chết. Nói ra có thể nó trúng, cũng có thể nó trật, thành ra phải biết cái duyên sự cũng giống như cái quý vị nào vô group này thì biết đó, mỗi lần cầu kinh Phật cứu đều có duyên sự dạy người nghe dạy như thế nào để biết cái đoạn đó họ nói cái gì. Thì dĩ nhiên mà thấy vô thường khổ não vô ngã, thấy cái gì vô thường khổ não vô ngã đều đã bắt đầu từ cái tệ thứ tư, sau tệ thứ tư trở lên đó. Nhưng mà đó là cái tệ trong thiền minh sát, nhưng mà nó như thế nào nó sâu sắc hơn thì phải biết cái chỗ đó, cái chỗ mà duyên sự câu nào ấy. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ, Sa Thú kính trân sư Liễu Tông. Dạ, xin mời quý vị đặt câu hỏi ạ. Alo. Dạ, trong đạo tràng có ai còn thắc mắc nữa không ạ?
chắc là chúng ta hỏi riết bây giờ nó hết đường hỏi rồi. Hỏi riết hết đường hỏi rồi. Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông dùng nước à. Dạ Nguyên Trang còn thắc mắc gì nữa không Nguyên Trang? Dạ cô Trần Đạo là có thắc mắc gì không cô Trần Đạo? Dạ con thấy định tuệ song tu post lên kính thưa sư giải thích sự khác nhau giữa tà kiến, thân kiến và ngã kiến. Con kính tri ân sư và con kính thỉnh sư Lưu Tông. Mô Phật Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Tà kiến là cái thực tinh pháp, tức là tâm sở tà kiến. Thần kiến là cái tâm sở đó, nó chấp trên cái thần ngũ uẩn này như thế nào thì gọi là thần kiến. Còn nếu mà nó chấp một cách chung chung thì gọi là ngã kiến, tức là chấp ngũ uẩn này có tôi ta rồi này kia đó thì gọi là ngã kiến đó. Thì khi mà nó chấp trên cái thân này không á thì nó có nhiều chuyện đã nói chứ không phải là dễ. Nói cái chấp vào cái thần kiến không đó là mình biết cái ngã này mà nó thần kiến là nó chấp từ cái là nó mới nhiều. Chứ còn nếu mà nó chấp là ấy, ví dụ như nó chấp cái trong cái thân mình nó có năm chuyện để chấp. Thứ nhất là chấp đối với sắc quẩn, chấp đối với thọ quẩn, chấp đối với tưởng quẩn, chấp đối hành quẩn, chấp đối với thức quẩn. Nó tổng cộng nó trên mấy trăm chuyện khác nhau, nó gọi cái chấp vậy đó. Thành ra thì cái đó là cái nó gọi là thần kiến đó, thần kiến hay là cũng gọi là ngã chấp thủ cũng được. Tùy theo Bali dùng chữ Atawa Đú Ba Đa Na thì gọi là ngã chấp thủ. Còn gọi thân kiến thì chặt cái giá điếp thị, tức là nó trắng làm chấp trong cái ngũ uẩn này, chấp như thế nào, chấp là từng trường hợp hay là chấp chung là đối với tất cả cái này đó, là nó có một cái gì nó nương nhờ trong đó, hay là có cái gì đó nó đi tới lưu sanh diệt và diệt rồi này kia, thì cái đó thì gọi là ngã chấp. Thì ngã chấp thường thường mình đọc trong kinh mình thấy nó có, theo Bà La Môn giáo thì nó có hai, tức là cái gọi là trí thượng ngã, còn cái nữa là bản mệnh ngã, chi quá atta và ba la ma atta. Thì nào có mấy cái sách mà về liên quan tới họ giải thích về liên quan tới Bà La Môn giáo thì coi hai cái loại ngã chấp này. Còn cái mà ngã chấp cái bản chất thường của mình thì thường mình chấp ngã là chấp tại có tôi có ta thôi chứ không có chia, nhưng mà chia là chia theo sắc thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức mấy trăm điều đó. Những cái mà chấp như thế nào là chấp là như vậy đó. Chấp ngã thì gồm chung gồm tất cả năm cái chuyện đó. Thì cái đó thì ai cũng bị hết á, mình nói tôi ta rồi này kia như vậy. Còn nếu mình chấp thuộc loại mà có triết học trong đó thì chấp từng cái sắc thọ tưởng hành thức liên quan nhau, nó thành ra như nhiều đó là gọi là nếu mà nó khác nhau thì thật sự ra nó không có khác gì nhiều, mà nó chỉ liên quan tới
tới cái sự chấp mà thôi. Ví dụ mình chấp cái thân này như thế nào, mình chấp cái khác thì như thế nào. Ừ. Đó. Bây giờ là cái câu kỳ rồi đó. Tại vì thật sự là chúng tôi phải coi lại giấy tờ, là tại vì chúng tôi, quý vị biết chúng tôi từ bắt đầu vô học Phật Pháp là học bằng tiếng Bali với tiếng Thái thôi. Là có những cái chữ mà quý vị hỏi tiếng Việt chúng tôi không có rành, là chúng tôi hay câu giờ là để cho chúng tôi coi lại là như vậy. Thì cái chữ mà Niếp Hạnh Ná và Niếp Hạnh Ná đó, thì có đi ra tiếng Việt mình nó có nhiều chuyện, có nhiều chữ dịch lắm. Thứ nhất là có dịch là Niếp Hạnh Ná là sắc thật. Cái thứ hai là Niếp Hạnh Ná là sắc phi thật. Còn có chỗ gọi cái trong sách của sư Giác Chánh á, thượng hòa thượng Giác Chánh á, không biết giờ hồi xưa thì ở Phú Đức mà giờ không biết ở đâu, thì ngày dịch là sắc rõ, Niếp Hạnh Ná là sắc rõ. Còn Niếp Hạnh Ná tức là 10 cái loại sắc kia đó là sắc không rõ hay là sắc phi thành tựu. Còn kỳ trước thì hình như là cái vị hỏi rồi hỏi sắc thực tính hay phi thực tính, thật sự là giải thích, chúng ta xin được giải thích theo cho chú giải rồi tại sao nó có những cái từ từ mà dịch khác nhau. Ngài Anuruddha tức cái vị mà viết ra cái quyển Tăng Pháp Tập Bí Luận đó, ngài gọi Niếp Hạnh Ná là sắc. Thường ở bên Thái hay Miếng Điện họ không có dịch, họ để nguyên chữ là Niếp Hạnh Ná thôi. Nó có những cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là Sapa Quá Ru Bạ, tức là sắc có thực tính pháp của chính mình. Cái thứ hai là Sa Lắc Khả Na Ru Bạ, là sắc có đầy đủ tam tướng. Cái thứ ba là Niếp Hạnh Ná Ru Bạ, là sắc có trạng thái và tính chất riêng biệt của mình. Cái thứ tư là Ru Bạ là sắc bị biến động thay đổi và bị hoại diệt không ngừng. Cái thứ năm là Samma Sa Ná Ru Bạ, là sắc thích hợp cho việc quan sát và theo dõi tam tướng. Thì cái chữ Niếp Hạnh Ná thì ngược lại những cái điều trên. Ngược lại có nghĩa là sắc không có thực pháp riêng cho chính mình, nhưng mà nó dựa vào cái khác để mình biết cái bản chất của nó. Ví dụ nó dựa vào cái dù mình nói như ba cái sắc mà là cây giáo huynh dách, cái thân cử động là sắc biểu hiện chuyển dịch của thân thể này kia, thì nó phải dựa vào chất gió trong cái lúc mà cái sự chuyển động của cái đó. Hoặc là bà lý trẻ tha rốt, tức là sắc hư không đó, thì nó mà phải dựa vào những cái sắc xung quanh, mà nó có cái sắc xung quanh mà gần nó nhất để mình biết cái nó như thế nào. Cái thứ hai đó là nó không có cái tam tướng vô thường nào riêng biệt cho chính nó, mà nó phải dựa vào mà cái sắc mà nó là trạng thái đó. Và cái thứ ba đó là nghĩa là không có trạng thái riêng biệt cho chính mình, trong khi cái sắc kia thì nó có trạng thái và có tính chất riêng biệt. Cái thứ tư là nó không bị biến động, tự nó không có sự biến động thay đổi hoặc hoại diệt, nhưng mà cái sự biến động thay đổi hoại diệt của nó là dựa theo cái sắc rõ đó, tức là Niếp Hạnh Ná. Và cái thứ năm, nó không thể dùng nó để quan sát vô thường khổ não vô ngã được, tức là 10 cái sắc mà không thật hay là sắc không rõ này đó không phải là đối tượng của thiện minh sát. Chúng tôi xin được giải thích tóm tắt như vậy. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ Liễu Tông, con niệm Viên Thông. Kính thưa sư phụ, trong cái chuỗi thời gian từ hồi ngài Dipankara là Đức Phật Nhiên Đăng đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 28 vị, mà trong đó chúng ta chỉ biết được hơi rõ ràng từ cái vị Phật Vipassi, Si Khí, Vesafu, Kukusankha, Kunagana Kappa và ngài Gautama của chúng ta ở đây. Thì cái giáo pháp mà chúng ta đang học ở đây là của ngài Gautama. Thì khi mà cái người vị Phật tế sẽ ra đời
là khi nào trên trần gian này không còn tàn tích của giáo pháp, tức là kinh không còn, chùa không còn, tăng không còn, cái chữ Phật cũng mất luôn, thì như vậy là cái giáo pháp của vị Phật mà tiền nhiệm á thể hoàn toàn biến mất, thì vài tỷ năm sau mới có một vị Phật thấy ra đời. Kính thưa sư phụ, còn cái giáo pháp Bà La Môn thì khi mà cái hình như là sư Nguyên Thông rớt ra ngoài luôn rồi. Không biết đạo tràng có nghe con nói không ạ? Con cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Thôi chờ chút nữa sư Nguyên Thông sẽ quay trở lại ha. Bây giờ con xin post cái câu hỏi của Thi An Lạc. Kính thưa sư, làm sao mình phân biệt được một người bị lạc thiền hay là bị về thần kinh? Chấm hỏi, trạng thái người lạc thiền và người bị thần kinh có giống nhau không ạ? Chấm hỏi, kính tri ân sư và con kính tỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bất Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái người mà lạc thiền khác cái người bị thần kinh, bởi vì thần kinh là đa số là bị từ nhỏ chứ không phải lớn, quý vị. Đa số chúng tôi nó đa số thôi, và do cái nghiệp về vấn đề di truyền. Thần kinh thường thường do nghiệp vấn đề di truyền, nhưng mà là có lúc tỉnh lúc không. Còn người bị lạc thiền đó thì theo cấp độ nặng nhẹ, tức là người đó mình dễ biết lắm, họ cũng giống như người bình thường thôi, nhưng mà sự suy nghĩ của họ lệch lạc. Rất nhiều trường hợp bị lệch lạc. Tại lệch lạc là tại vì cái lúc mà hành thiền nó không đúng phân cách, nó cái đó nó chi phối, chứ không phải là cái nghiệp di truyền nó chi phối giống như người bệnh thần kinh. Mà người bệnh thần kinh nó hiền hay không hiền, nó cũng tùy theo tùy người. Nhưng mà nhiều khi cái người bệnh thần kinh mình không biết đâu, còn người lạc thiền thì nó náo động hơn nhiều. Theo kinh nghiệm chúng tôi thì nó náo động, tại vì hồi ở bên Thái có cái nhà thương điên lâu lâu rồi, thì cái bà quản trị mời mấy ông sư vô làm phước. Rồi nhiều khi tụng kinh để cho mấy cái ông mà bị bệnh thần kinh không nghe. Nhiều khi mình đi vô mình không biết ông bị bệnh thần kinh đâu. Ông nhồi, ông ngồi tỉnh bơ, ông ngó, ông buông, đứng dậy, cũng xá đàng hoàng. Ông xá rồi hồi tự nhiên cái ông chỉ mặt ông sư đi chung với chúng tôi, nói ông này sao giống cái ông mà bữa trước bị lục y vậy ta. ngồi nói khơi khơi vậy đó, thì mình biết là bị bệnh thần kinh. Họ tỉnh lắm chứ mấy rồi đó. Còn cái người mà lạc thiền nó thấy phần đông là náo động ghê lắm. Đi nhiều khi cười nói hoặc là làm gì đó, cái hành động nó rất là náo động. Còn biết có những người nào mà lạc thiền mà vẫn tỉnh giống như không lúc không bị không, thì chúng tôi không rõ, bởi vì chúng tôi không ở trong thiền nhiều lắm. Thành ra xin được trả lời câu hỏi đó như vậy, chứ có thể là không chính xác cho lắm. Mời qua Đức Nguyên Thông lên lọc lại câu hỏi đi, chứ nói nữa chừng nó bỏ chạy. Nam mô Bích Thầy á. Dạ thưa sư phụ, bởi vì con rất mụ, con trình bày thế này là mỗi một vị Phật khi mà ra đời đó, thì cái đất nước đó, cái trình độ hiểu biết của đất nước đó
phải có một cái giáo pháp như là giáo pháp Bà La Môn thì có những cái điều na ná, thí dụ cái quan niệm về ngã, cái quan niệm về về nhân quả, về về quả báo. Thì ra nếu mà khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình cái giáo pháp của ngài 5.000 năm, thì sau khi 5.000 năm đó thì trên trần gian này sẽ không còn ai nghe nói chữ Phật, mà cũng không thấy chùa, cũng không thấy kinh, là bởi vì trong thời gian đó, thí dụ bây giờ giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có 2.600 năm, mình qua bên Ấn Độ thì mấy cái nhà của ngài cấp cô độc của Sariputta thì mình thấy chỉ còn có những cái tàn tích đó thôi, chứ không còn nhà nữa, mà mấy cái chùa cũng đâu mất đi. Thành ra cái điều mà con muốn nói ở đây đó là cái giáo pháp Đức Ca Mâu Ni, giáo pháp của chư Phật thì khó mà hiểu cho trần gian lắm. Cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã dùng 7 tuần lễ mà kiêm nghiệm ra những ngài những điều ngài đã chứng, thì ngài thấy rằng trần gian này không có ai có thể hiểu được giáo pháp này, cho nên ngài muốn Parinibbana ở tại đó. Và nhờ vậy mà ông Sahampati là người đã qua kinh qua nhiều Đức Phật, mặc dù chỉ là phạm thiên thôi, mà ông ta sống dai lắm. Ông kinh qua nhiều Đức Phật, ông đã đảnh lễ sư Phật, Đức Phật xin Đức Phật hãy giảng pháp. Nếu mà Đức Phật giảng pháp thì trong mắt của những người ít bụi thì có thể hiểu được, và do đó Đức Phật giảng. Ý con muốn nói vì vậy cho nên lúc đó thì cái đất nước Ấn Độ đã nhờ cái giáo La Môn đã dạy họ, bởi vì Bà La Môn dù thì họ không có chứng quả được, bởi vì giáo pháp là họ không đưa đến giải thoát, nhưng mà đã làm cho con người thanh tịnh, thì Bà La Môn mới có cái trường hợp đó. Và Bà La Môn họ đã chứng thiền trước khi Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy thiền, thì ông Asita đã bay xuống để nói chuyện cho ông ngài ông Vô Tịnh Phạn. Thì là ý con muốn nói lúc đó họ đã chứng được cái nhận thiền và họ đã có thần thông. Vì vậy nếu bên mà Phật là như vậy thì Bà La Môn có như vậy không? Bà La Môn có một cái khoảng thời gian nào khi mà cái giáo pháp của Đức Phật tiêu tùng thì Bà La Môn có tiêu tùng. Rồi để khi mà Đức Phật khác sắp ra đời thì cái vị đó đã sẽ xuống. Trước đó là 1-2 ngàn năm đã sẽ xuống dạy giảng pháp, để mà người ta sẽ thâu nhận được những cái giáo pháp đó và kết tập kinh điển lại để làm Upanishad, để làm Vedas, để làm Bhagavad Gita, để mà họ có thể hiểu được cái giáo pháp khi mà vị chánh biến tri tới đã ra đời. Thí dụ như vậy, thưa sư phụ, có phải là như vậy hay không, hay là cái con xin ăn là cái sự mà ngẫu nhiên là nó như vậy? Con xin trao mai lời chư sư phụ để sư phụ giảng dạy cho con được rõ thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái thời buổi nào cũng có những cái tôn giáo mà nghĩa là giống như mình thấy tôn giáo bắt đầu từ cái dỗm nhất cho tới cái có khả năng nhất. Thì những cái người mà trong cái thời mà trước thời Đức Phật đó, theo một cái này có lẽ là Acharya Hòa Đá chứ không phải sơ giải, thì nói là khoảng 10.000 năm trước khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện, thì xuất hiện một nhóm người, thì họ bắt đầu họ cũng thờ thần thờ gì ông xung đó, nhưng mà họ có cái kinh điển của họ. Lúc đó gọi là Vê đá mà nó không có được hoàn hảo cho lắm. Tức là chuyên môn trong đó thì đa số một phần là dạy, một phần thì cúng kiến tụng niệm. Rồi sau thời gian đó thì những cái người mà người ta thấy có những cái nó không còn phù hợp nữa, người ta mới viết lại hay người ta thêm bớt. Thì cái giai đoạn đó gọi là Brahmana, Vê đá Brahmana. Rồi khi mà gần cái thời nhất Đức Phật nhất đó, thì người ta lại viết lại cái Brahmana, ta thêm vô, có những cái mà nó tương đối, nó giống như cái căn bản của giáo pháp Đức Phật. Cái đó gọi là Upanishad, tức là áo nghĩa thư đó. Áo nghĩa thư là cái bản sau cùng nhất trong gần thời Đức Phật. Thì khi ngài lúc này ra đó, nhờ dự vào một số phần trong cái bản này đó, ngài mượn cái tên thôi, chứ mượn cả cái tên, ví dụ như là họ nói là
từ bi hỷ xả đại phong thiên là có bốn mặt này kim sùm, thì bên Đức Phật mới giảng lại bốn cái và cái đó là cái gì, cái gì ví dụ từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm này kim sùm đó, hoặc là những cái mà mượn bên đó là mượn cái chữ không mà thôi. Thành ra ngay cái chữ Brahmana mình cũng mượn từ bên đó, nhưng mà ở trong giáo pháp Đức Phật thì chữ Brahmana chỉ cho bậc đã giác ngộ, tức là bậc thánh rồi, chứ không có chỉ giống như bên kia là cái bậc đó sau khi chết được về sanh cõi phàm thiên, cái bậc đó là được sanh ra từ cái mông phàm thiên hay là cái đầu gối gì không xong đó ha. Thì cái đó là trong giáo pháp Đức Phật không có nhân quả thì không có chấp nhận được đó. Chứ cái hai cái đó không có liên quan, những cái căn bản là vậy. Bởi vì cái giáo pháp Đức Phật dạy đó, cái phần mà giống như cái đạo khác Ngài không có dạy. Bởi vì Ngài mới nói là Ngài khi mà vô tới cây rừng á, rừng Ngài mới cầm một số hai ba lá, Ngài hỏi là lá cây trong tay ta và lá cây trên ngọn cây kia cái nào nhiều hơn cái nào, so sánh như cái nào. Nhưng mà thường thường mình không biết cái bản dịch của Việt Nam thì cái lá trong rừng không phải lá trong tay ta và lá trên cây chứ không phải lá trong rừng nha. Đó. Thì mới nói tức là lá trên cây đó, tức là những cái điều mà nghĩa là đa số người ta truyền tụng vào thời đó trúng trật có đi ầm sùm đó, còn lá trên tay Đức Phật là lời Ngài dạy để đi ra khỏi luân hồi. Thì nhưng mà những cái lời cái dạy đó, nghĩa là giáo pháp Đức Phật nó còn có ba phần: pháp học, pháp hành, pháp thành. Tại sao nó mất? Nó mất là bắt đầu từ khi mà người ta học mà người ta không hành được á, thì lật ra nó mất. Mà nó mất cho nhiều nguyên nhân lắm chứ không phải nhân. Tùy theo cái số lượng mà nói ở dưới thế gian là 5.000 năm đó là theo chú giải. Nhưng mà nếu mà dựa vào một số cái điều kiện khác đó có thể hơn hoặc kém chứ không phải không, hơn hoặc kém chứ phải không. Ví dụ như nói khi nào còn hành bát thánh đạo thì giáo pháp còn, hay bước tứ thánh ảo quả còn. Nhưng mà chúng tôi thì giải thích thì chúng tôi dựa vào tạng luật chúng tôi giải thích, chứ chúng tôi không dựa vào con số mà của chú giải hay số của ở ngoài người ta nói, dựa vào để mình biết cái tối đa của giáo pháp của Đức Phật tới đâu. Tối đa giáo pháp Đức Phật là tới đâu, là cái tối đa của giáo pháp Đức Phật là dựa vào cái tuổi thọ của nhà sư. Nhà sư 20 năm thì đủ 2 tuổi mới được tu làm tỳ kheo, 30 tuổi mới được làm thầy tới độ. Mà cái dúc này là dúc giảm, thành ra vào khoảng Phật lịch 7.000. Nếu vẫn còn đó khoảng Phật lịch 7.000 cũng mất. Tại sao? Bởi vì luật lịch 7.000 tức là tìm ông sư mà có đủ hạ để làm thầy tới độ không còn nữa. Bởi lúc đó là cần người sống khoảng 30 tuổi hoặc ít hơn thì tìm ông sư rất là khó. Bởi 20 tuổi mới được tu mà tới 30 tuổi thì rất là khó rồi. Hoặc là bởi mỗi năm trăm năm là xuống một tuổi dần dài tới khoảng luật lịch 7.000 thì cái con người ta không còn đủ cái khả năng mà để cho tu nữa. Thành ra giáo pháp nếu mà được hành đầy đủ giống như một số người hy vọng thì cũng chỉ tới maximum tới đó mà thôi. Nhưng mà theo chú giải thì khoảng 5.000. Có 5.000 là tại vì bây giờ đó đa số người ta chỉ học pháp học chứ người ta không hành. Những cái nước giống như Miến Điện hay Thái Lan này, cái 100 người đi học mà thành công thì khoảng 70%. Nhưng mà trong 70% cái người mà nghĩa là giác liều mà tìm nơi khu rừng quan ngôi nhà vắng đó, còn khoảng chưa tới 10 người trong số 70% của 100 người đi học đó. Thì quý vị biết cái pháp hành nó mất là vậy. Mà đa số khi mà nó mất rồi thì có một số người không học mà đẻ ra pháp hành. Ví dụ như bây giờ thấy hoài mới nhất đây đó là cái gì đó chê tô gì đó ông sùm của một cái bà Nico nào, bà nói bà giác ngộ rồi đó, bà gọi là chê tô gì đó. Cái bà thứ cái người thứ hai nữa là cái ông thầy ông sư cũng ở trong rừng cũng ra ông hổ xì cao hổ xì hay hổ xì đó cũng nói vậy đó. Thì đó là những đồng nguy hiểm cho cái rồi cái thứ ba đó là cái pháp học nó cũng giới hạn. Bây giờ thì ở Miến Điện chỉ còn khoảng có mười mấy vị rồi, tạm còn đa số thì nghĩa là học không tới đó. Thì đó là những cái điều kiện để mình có thể quyết định là cái tuổi thọ giáo pháp Phật nó đi tới đâu. Bởi vì pháp học thì nó có thể nó còn tới 5.000 năm được,
nhưng mà còn tới nông năm thường thường là cái tạng lục mà thôi, những cái giới mà người thầy còn giữ được thì tới đó mà thôi. Chứ còn bây giờ đó, thí dụ như mình nói về tạng di pháp tìm cái người học đó là khó rồi đó, không những cái nước mà nó học nhiều vậy đó, vậy cho mà bây giờ mà hỏi cái người nào họ thuộc lòng tạng di pháp rất là hiếm hoi rồi, chứ không có đợi tới lâu nữa. Thành ra đó là những cái chuyện mà mình thấy chắc chắn là nó phải suy đồi, mà khi mà nó suy đồi như vậy đó thì tùy theo một số điều kiện giống như chúng tôi giải thích ha. Rồi mà khi mà nó trở lại thì cũng cả tỷ năm nữa nó mới trở lại chứ không phải như ấy. Mà khi nó trở lại đó thì sau này đó, thì cũng khoảng bằng cái thời gian tuổi thọ của chúng sanh đó là mất luôn. Bởi vì khi mà ngày đó niết bàn này mất luôn, tại cái tuổi thọ nó dài quá là không mấy cái gì mà trong quá khứ cũng vậy, mà có cái tuổi thọ dài đó người ta ít có để lại giáo pháp lắm. Nghĩa là dạy đi nhiều đắc nhiều rồi niết bàn đắc nhiều niết bàn thì không để lại. Còn những cái từng gì mà tuổi thọ ngắn giống như đức bổn sư của chúng ta đó thì mới để lại giáo pháp, chư tăng mới bắt đầu trùng ngày niết bàn bao nhiêu chuyện để mới giữ vậy được, thì cũng chỉ giữ được có khoảng thời gian rất là hém rất là ngắn mà thôi chứ không có nhiều. Nó thành ra đó là những cái chuyện mà liên quan vậy, chứ không phải là Bà La Môn lúc nào mà nó cũng rõ ràng giống như bây giờ không có đâu. Bởi vì cái thời mà vị Phật thứ tư mà giáo pháp của vị Phật thứ ba bắt đầu suy rồi đó, thì con người ta lại quánh nhau giống như bây giờ vài bữa nữa. Khi nào giáo pháp suy rồi là người ta giết nhau giết rồi nên nọ, thì người nó trên trái đất mình ít là ít lại, thì có những người ta trốn vô rừng rồi bắt đầu người ta làm lành lánh dữ rồi này kia, người ta mới nghĩ ra những cái đạo này đạo nọ rồi lần nó lại lên trở lại vậy đó. Chẳng có gì đó. Nghĩa là vô đó thì cũng hay thấy xét đánh mà không biết sao giải thích thì cũng thờ thần xét. Thấy lâu lâu tự nhiên sau cái mặt trời nó sáng loại vậy, ông sùng nó thờ thần mặt trời rồi thì ông sùng nó cũng giống như vậy, là thời thế gian hay lặp đi lặp lại cho tới ngày Di Lặc ra đời, thì ngày mà Mới Cây Giá ra đời đó, thì ngài cũng giảng những cái gì Đức Phật này giảng thôi. Thành ra quý vị nào chúng tôi nói nhiều lần đúng không, này không cần phải nguyện để gặp Phật Di Lai gì cả, còn bao nhiêu ráng học đi, nó 84.000 bài pháp còn lại ráng học, học bao nhiêu đây là bảo đảm. Nhiều khi đi mình có thể mình đi chứ không cần ra 5.000 năm mà quý vị mà học thuộc, nghĩa là giống như Tam Tạng Pháp Sư giờ thuộc mà hiểu vậy đó, tới 5.000 năm mà ngồi trên cung trời tứ đại thì dương là khỏe rồi. Đức Phật mà tụ tập nơi cõi Bồ Đề mà biểu diễn xong thông cái là mình ngồi đó là thấy xui xẻo đắc đạo quả không chừng nha. Nên đó cứ học đi, học cho tới đúng mức chứ còn tới đó Đức Phật nói gì không hiểu, Đức Phật biểu diễn xong thông cũng biết ngài làm gì lớn đó, ông xin số đề nữa thôi, rồi ông thôi lén lại chụp hình để đưa lên Facebook rồi này kia, ông chồng này không bao giờ đắc đạo quả cả ha. Không mô thai giá. Dạ, sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, sau đây con thánh thấy để coi thiền hạnh nè. Kính thưa ngài, người bị trầm cảm, tình trạng tâm lý gần như bị điên, kính thưa ngài pháp bảo hả, có giải thích thế nào không ạ? Con cảm ơn ngài dạy cho con hiểu. Dạ, con đọc hơi cà lâm. Dạ, con thỉnh sư Lữ Tông ạ. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bà Chư Tôn Hiền Gia Kinh Thưa Chủ Việt. Thật sự ra nó có giải thích trong các chú giải hoặc là sớ giải thôi, chứ còn trong tạng kinh là những cái gì mà là giống như là kim cương rồi, không có những cái chuyện mà như vậy ha.
thì trong đó thì đa số thì tìm đọc thôi, chứ còn lâu lâu còn những bài kinh mà liên quan tới những cái gì đó bệnh hoạn hay gì đó, tại sao bị điên rồi này kia, thì chú giải có giải thích thôi, chúng tôi không có đọc nhiều cái đó, thành ra không có thí dụ đây cho quý vị nghe được. À, ở trên có câu hỏi Quỳnh Minh Tâm đọc này, Nam Mô Bức Thầy. Dạ. Dạ, kính trường sư, như thật hỏi thưa sư, trong ba tạng phải chăng tạng luật cần và nên học trước cho cả tu sĩ và cư sĩ? Và dạ, con kính thỉnh sư Lưu Tông. Nam Mô Bức Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư vị, không hẳn vậy đâu. Thật sự ra đó, trong vòng 5 năm của ông sư mới đi tu đó, tức là tân tỳ kheo đó, trong vòng 5 năm ở với thầy Tế Độ đó, thì học rất là nhiều. Thứ nhất là giới bổn của tu sĩ nam và tu sĩ nữ. Dù rằng thời buổi này không còn tỳ kheo ni, nhưng mà ông sư muốn thoát khỏi cái chế độ nương nhờ vẫn phải học giới luật của tỳ kheo ni, học cả hai. Bởi tại sao phải học cả hai? Bởi vì có những cái giới mà Đức Phật cấm chư tăng đó, không có nằm trong tạng luật của chư tăng mà có nằm trong tạng luật của tỳ kheo ni, thành ra phải học cả hai. Và tại xưa đó bắt học cả hai, tại vì cái người mà đi dạy cho tỳ kheo ni đó phải là tỳ kheo, chứ tỳ kheo ni không được quyền làm cái việc đi dạy giống như giờ mấy bà mặc vô tha hồ đi dạy, cái đó không phải, trong luật cấm, không cho phép. Đó, thành ra ông sư phải có nhiệm vụ học là cái luật tỳ kheo và luật tỳ kheo ni, cái thứ nhất. Cái thứ hai, học một số cái liên quan tới nghĩa là tụng, cái liên quan tới cái mà giải quyết vấn đề phạm giới, phạm đồ, vấn đề cho tu cho đồ đó. Đó, học cái căn bản đó trước, rồi sau khi qua khỏi chế độ nương nhờ rồi phải học những cái phần mà chưa học. Cái đó là cái nhất. Cái thứ hai, trong kinh học một số bài kinh liên quan tới pháp hành. Ví dụ như bài những cái bài kinh mà về pháp hành, ví dụ như bài tứ niệm xứ hay là bài nhập tức xuất niệm hay gì đó, thì tổng cộng khoảng chừng hồi xưa chúng tôi hồi ấy chúng tôi đếm khoảng 100+ bài kinh đó, chứ không ít đâu, cho năng ngũ tạng kinh đó. Rồi trong tạng di pháp đó phải học, tối thiểu là phải học đó, là tạng đầu tiên, tức là cái bộ kinh đầu tiên, tức là bài Thâm Má Sẵn Kha Ni với chú giải là Thà Sở Lý Ni. Cái bộ thứ hai là bộ Quý Phân với chú giải là Sẩm Mô Hạ Vi Nô Tha Ni, phải học. Và mấy cái sau thì sau này sẽ nghiên cứu, sau khi ra khỏi ấy ra hoặc học thêm gì đó nghiên cứu. Tức là trong học trong vòng mà 5 năm đó phải học thuộc những cái điều đó, đã thuộc lòng chứ không phải ấy đâu. Tổng cộng cũng khoảng chừng gần 30 quyển kinh, không có thấp. Đó, gần 30 quyển kinh như vậy đó. Nếu học đều cả ba tạng luôn, chứ không phải lấy mà mỗi tạng những cái quan trọng của nó phải học hết. Thành ra sau thời gian 5 năm mà được gọi là đã ra khỏi chế độ nương nhờ đó, cái gì tùy theo đó là nghĩa là có khả năng tự học, có khả năng tự hành, tự học thêm gì được hết á, chứ không cần phải cập tư, không cần phải cần thiền sư giống như bây giờ tại vì mình học chưa tới nơi tới chốn là mình phải cần thiền sư đấy. Chứ còn nếu mà thầy Đức Phật đó là khi mà sau 5 năm là ra là đi vô rừng nãy, rồi khi nào mà tới cái mùa ra khỏi mùa hạ mới về đánh lễ Đức Phật để hỏi thêm một số điều cần thiết trong thời gian mình học thêm, mình học thấy thôi, chứ không có cái vụ mà phải tới trung tâm thiền. Thời Đức Phật thì không có ông nào là thiền sư mà không có trung tâm thiền nào đó. Bởi vì chư tăng nếu đúng mức học đúng 5 năm vậy là ra có thể tự hành được rồi, và có thể dạy lại người khác được, chứ không có những bây giờ là phải cầm thiền sư rồi này kia em chồng. Thành ra hồi xưa quý vị đâu thấy chỗ nào là trung tâm thiền hay là gì đâu,
ông sư toàn là ở rừng ở đâu ấy không, lâu lâu có người xây chùa để cho các bậc thứ thiệt ở, lâu lâu rồi thì chưa từng có dịp về đó để tính pháp để học hỏi thêm thôi chứ không ấy, chứ không phải là phải có trường thiền trường đồ giống như bây giờ. Bây giờ tại vì mình tráng chọn cái sự học, mình không học đầy đủ nên nó mới có nhiều cái trung tâm thiền này nọ xong rồi mạnh ai nấy có gì mà thiền sư mà thuộc loại tam tạng pháp sư thì khác, mà thiền sư thuộc loại nhị tạng pháp sư khác, mà thiền sư thuộc loại nhất tạng pháp sư nó khác, mà thiền sư mà thuộc loại không có tạng nào nó lại khác nữa, nên nó mới nhức đầu cho cái cận sinh nữ bây giờ cũng giống như là tu sĩ mới tu là vậy đó. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú, dạ kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa thôi quý vị. Dạ, ai là người tranh thủ giơ tay lên để đặt câu hỏi trực tiếp ạ? Dạ, có ai còn thắc mắc nữa không? Dạ, xin giơ tay lên. Và nếu hồi nãy giờ Minh Tâm có sót qua câu hỏi nào của quý vị đó thì cũng quan nghĩ copy rồi post lại giùm nha. Dạ, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, đừng gây quan trái lẫn nhau. Dạ, còn có 10 phút nữa thôi quý vị. Dạ, tranh thủ nêu ra những thắc mắc của mình ạ. Dạ, không ai hỏi, con hỏi. Dạ, hồi nãy sư có nói đến 30 tuổi thì không có thể cho người khác tu được, nhưng mà nếu đến đó người ta vẫn sửa lại sư, giống như trong kinh tạng thì không có cho tỳ kheo ni tu, mình sửa mình cho tu, thì tới đó thì nghĩa là có người tu trước rồi cho người tu sau, rồi cứ việc dẫn vô tu, thì như vậy mình có còn gọi là tỳ kheo nữa hay không thưa sư? À, tức là lúc đó họ không cần làm đúng luật, họ sửa chút đỉnh, à, sửa chút đỉnh, tức là đằng người nào vô trước thì thích thì cứ cho người kia vô đây cạo đầu rồi đi tu, nhà thì lúc đó còn gọi là tăng hay không thưa sư, hay là chúng ta làm sai thì chúng ta không còn gọi là tăng nữa? Giờ con kính tỉnh sư ạ. Nam mô Bố Tà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó là nó phải do, nghĩa là Đức Phật nói là chư tăng cái nếu cần thì có thể sửa được. Chư tăng ở đây là kể thống nhất chư tăng của thế giới này, chứ không phải nói là một cái nước nào làm. Ví dụ như một cái nước mà Tinh Lan nó cho tu vậy đó, mấy nước khác nó không ok, là chỉ có mấy ông muốn gì đó không biết mà cho công nhận, chứ còn không. Bình Thái ở Minh Điện là nó đâu có công nhận tỳ kheo ni đâu, bởi cái đó chỉ có một nhóm tăng của Tích Lan nó làm cái đó thôi. Mà khi mà làm cái đó là nó nguy hiểm cái chỗ mình không thành, mà mình vẫn tưởng mình tu được là mình mặc đồ là mình xưng tỳ kheo ni đó. Thứ nhất tội đó tội trộm tăng tướng, thứ hai cái tội đó là kiếp sau là khỏi tu luôn đó, tội nặng lắm. Tội trộm tăng tướng với cái tội mà không phải tỳ kheo ni mà mình xưng là mình tỳ kheo ni, bởi vì người tỳ kheo ni đó cái tối thiểu là phải có cả cha lẫn mẹ, tức là phải do bên tỳ kheo ni cho tu đàn theo đúng ấy rồi mới dẫn qua cho ông, cho bên tỳ kheo tăng tụng tuyên ngôn trở lại, tức là tụng tuyên ngôn 8 lần nữa. Mà bây giờ tỳ kheo ni không còn thì không có đường nào mà cho tu lại được đó. Dầu rằng từ phi chư tăng này, của tất cả hệ nguyên thủy trên thế giới này đồng lòng là sửa cái chỗ đó, ví dụ cho tu được thì mới, còn cái này chư tăng ta đã không đồng ý rồi. Mà quý vị nên nhớ chư tăng trong hệ nguyên thủy nó không giống như là ở ngoài đời. Ngoài đời là đa số tương đối, chư tăng trong hệ nguyên thủy là đa số tuyệt đối. Bây giờ 100 môn sư mà 99 ông đồng ý, chỉ có ông đồng ý mà có lý do chính đáng đàng hoàng thì cái điều kiện mà đặt ra vẫn không xài được như thường. Chứ không phải nói là lấy chính chánh ông sư rồi ăn hiếp ông sư, không được. Nếu ông sư đó mà ông không đồng ý với lý do gì, họ dẫn chứng kinh điển đàng hoàng là không thể làm được, là cái chuyện đó là không thành tựu liền. Chứ không phải chính chính ông là tôi biểu quyết là ông phải thua, không có đâu.
Nó không dễ đâu. Đó, phải đa số mà tuyệt đối 100%, nó khó là khó chỗ đó. Thành ra bên mấy cái xứ kia đó, anh Mặc Y nó cũng nói vậy đó, nhưng mà nó không công nhận anh là tỳ khưu ni. Mà khi mà nó không công nhận, Chư Tăng không nhận là mình thiếu mặc đồ tỳ khưu ni là mình chết thôi, chứ đâu có ai chết đâu, người ta sợ. Thấy không? Nên nhớ là cái chuyện mà tu thành đầy kim sùm đó là trong năng lực ghi đàng hoàng chứ không ai giỡn. Mà mình không làm theo tức là mình phỉ bán Phật ngôn. Mà phỉ bán Phật ngôn đồng nghĩa với phỉ bán Đức Phật. Mà phỉ bán Đức Phật rồi, quý vị biết à, hậu quả nó như thế nào. Hậu quả như thế nào. Là, mà chắc sống ở cõi ăn vui sướng quá rồi, giờ muốn thu xuống đi kia thử đi coi như đó nó có nó cỡ nào đó. Thì lúc đó biết liền à, khi gặp Diêm Vương thì Diêm Vương chỉ phán con câu thôi, tính nữ vô chảo đi đó. Lúc đó là có muốn khóc cũng không khóc được. Nó mù cái thầy vậy. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, chúng ta còn có khoảng một câu hỏi nữa thôi quý vị. Dạ, thời gian cũng đã hết rồi. Dạ, cũng biết đạo tràng ai có thể thấy Nguyên Như. Dạ, Nguyên Như tranh thủ hốt bụi chót ha. Rồi, mời Nguyên Như lên ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính tịnh lễ ngài. Dạ con tranh thủ hốt buổi chót bạch ngài. Dạ bạch ngài, Nguyên Như có cái thắc mắc là nếu mà mình đã biết là mình trộm tăng tướng, mình không có được cái quả báo thiện lành, mà tại sao mà con thấy có vẫn rất là nhiều người lại đi theo con đường đó bạch ngài? Con không biết lý do gì. Tự vì con thấy nếu mà đã nói là không được, mà mình tu ở nhà, mà mình là giống như là mình cũng thọ bát quan được rồi, mình vẫn tu, mình vẫn thiền, mình nếu mà mình thích lên cái chỗ thiền, trung tâm thiền mình tu cũng được, thì nhất định là tại sao phải nhất định mà làm như vậy để mà cãi lời Chư Tăng bạch ngài? Con không hiểu được lý do bạch ngài. Dạ con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch Chư Tôn hiện. Dạ kính thưa chư quý vị, chúng tôi không dám trả lời thế những người đó đâu. Vì như con muốn biết bữa nào gặp hỏi đi coi. Bởi vì cái mục tiêu đó mà mình tu đó, để giải thoát đó, thì nó thật sự là thọ tám giới trong sạch là đủ đắc rồi. Còn bây giờ mà mình tu không thành mà mình chẳng cứ mặc y như vậy đó, thật là không phải kiếm này không mà nhiều kiếp sau cũng khó mà đắc. Thành ra họ tu để làm gì thì chúng tôi không có biết. Nhưng mà chúng tôi đã từng nói trong cái room này nhiều lần đó, tu có 5-7 hạng lần chứ không phải ấy. Nếu quý vị nào mà có mi tiên vấn đáp thì coi trong mi tiên vấn đáp là thì tu tới hình như 8 hay 7 hay 8 vậy đó. Nhưng mà trong Bali đó thì nói tới 5 hạng tu. Thứ nhất, tu để làm gì? Để nương vào tôn giáo để kiếm ăn đó. Tức là nuôi mạng đó. Cái thứ hai, tu để được danh lợi. Cái thứ ba, tu gì không biết. Nhưng thấy là tu rủ đi tu chơi vô ở sướng quá cái ở luôn. Cái thứ tư, tu để làm hại giáo pháp. Thứ năm, tu để Phật nghe là thoát khổ. Thì chỉ có hạng tu thứ năm này Đức Phật mới tán dương mà thôi. Còn bốn hạng kia Đức Phật không có tán dương. Mà vào thời mà Phật pháp thịnh hành đó, tức là ngàn năm đầu, ngàn năm thứ hai thì bốn cái loại trên không có. Nhưng mà sau khi mà giáo pháp đầu suy đồi rồi thì người ta giả tu vô nhiều là cái ta phá hại giáo pháp, tức là các đạo khác á giả vô tu rồi phá giáo pháp rồi, là mỗi lần vậy thì các bậc thánh người ta mới bắt đầu ta cho rà xét lại tôi coi giáo pháp hư chỗ nào này kem sùng. Mà vào thời xưa đó bậc thánh tăng ta rất là kính trọng cái lời dạy của Phật, ta làm rất là đàng hoàng. Ví dụ như cái tập trầm tạng lần thứ hai của ngài Giá Xạ đó, chỉ cần ông sư đó ông nói mình xế mình vẫn còn ai dùng được, hay là mình có thể giữ muối lâu hơn 7 ngày được đó, là người ta tụng lại giáo điện. Ta nói cái này Đức Phật không cho đại khái gì đó, ta làm liền chứ không phải là chuyện lớn đâu ha. Nhưng mà sau này có lẽ là phiền não nó nhiều hơn cái trí tuệ, thành ra có những người mới không có cần biết với luật Đức Phật như thế nào.
miễn sao mình có được cái đó để làm cái gì đó, thì trong bốn hạng đầu tiên mà bốn hạng tu đầu tiên đó thì chỉ có mấy người đó biết thôi chứ không ai biết cả. Thật sự ra đó, nếu mà tu mà để thôi giải thoát đó, bây giờ mình không tu thì khen đi được, thì mình giữ tám giới vẫn có khả năng thoát khổ như thường, vẫn giải thoát được như thường, chứ đâu cần gì phải tới nhiều. Nhưng mà có lẽ là mặc y để thử coi nó nóng như thế nào cho biết, bởi vì cái màu y nó giống như lửa vậy quý vị. Quý vị có nghe cái chuyện mà một cái bà sống ở địa ngục đó, tới chừng cái nghiệp nó yếu là nghiệp nó trả địa ngục đó. Nó yếu nên trả gần hết rồi. Cái bữa đó bà đơn vị đốt vậy mà bà tự nhiên bà thấy cái màu lửa đó, bà nhớ tới cái mà thời xa xưa nào đó trên cái cõi kia bà có từng đem vô dân sư ông kia, và bà chỉ cần nghĩ vậy thôi là bà thoát khỏi địa ngục liền đó, thì biết đâu phải dễ đâu. Còn không thì nó nóng như lửa hay đó, nó màu y đó mà nóng như lửa thì chứ không phải đó là màu lửa mà mình vẫn dở như cái y không có được. Vậy cái đó là tài sản của Đức Phật cho người nào tôn trọng, tôn kính Phật bảo, tăng bảo, pháp bảo, tăng bảo mới được mặc thôi, chứ không phải ai muốn mặc hay mặc cũng được, không phải nhiều người mà ai cũng muốn mặc cũng được, rất là khó khăn ha. Thành ra đó là những cái chuyện chơi chơi vui thôi, còn ai muốn làm gì làm, mình đâu có phải là công an cảnh sát gì đâu, mình cấm họ không cho họ làm này, không cho làm kia. Nà, thì dĩ nhiên đừng có nói gì đâu quý vị biết, ông sư thế giới tu sĩ ăn chiều cũng được, mà quý vị buổi chiều quý vị đem đồ tới dân, tức là quý vị vẫn làm việc ác như thường, tức là quý vị là cái nhân để cho người ta phạm giới. Thành ra nên đọc lại luật của Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni để làm gì, để đó là hai cái sách coi tướng tu sĩ. Quý vị đọc cho cái đàng hoàng coi xong rồi biết cái người nào mình nên hộ trì, cái người nào mình không nên hộ trì. Hộ trì đúng thì phước báo vô lượng, hộ trì sai tức là mình thương họ đó, họ làm sai họ đi địa ngục, mình hộ trì họ sai thì mình đi địa ngục theo họ, tức là mình hộ trì sai tức là mình thương họ đó, cái đó rất là nguy hiểm, không có nên thương tầm bậy tầm bại gì được, phải làm cho nó trúng. Nam mô Bích Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả có cơ hội được chấm dứt được ác pháp ngũ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sẵn Khà Na Ra Mô Rất Tà Na Tà Giá Sa. Dạ, sa thú, dạ, thay mặt đạo tràng chúng con kính tri ân sư Liễu Tông đã dành thời gian vào ngày thứ bảy vào đây để chỉ dạy cho chúng con, dạ, một lần nữa kính tri ân sư ạ. À. Dạ, con không có thuộc kinh, dạ, không biết cô Trần Đạo hay là dạ, cô nào còn trước máy, dạ, có thể quan hỷ lên tụng kinh. Dạ, sa thú bàn tay cô Trần Đạo, dạ, xin mời cô. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Thà Giá. Con kính hồi hướng sau khi ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong dòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hàng hà xa. Tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiều cư quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại không lường, nở thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà giúp khổ truyền quanh đỏ đài, cầu cho hương thạnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, Phật tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả chúng con tấn hóa trong pháp Phật rơi giáo truyền. Yeah.
Dạ con kính thỉnh ngài Thế Đức truyền. Dạ con kính thỉnh ngài Thế Đức để phúc cứu cho đạo tràng ạ. Dạ con kính thỉnh bàn tay của ngài. Sa thủ cho Trần Đạo. Hôm nay buổi pháp thoại do ngài Liệu Tông rất là tuyệt vời. Nhưng mà vừa rồi thì Sĩ Ca Trần Đạo đã hồi hướng. Khi mà đã hồi hướng như vậy là chấm dứt chương trình. Còn mà nếu mà Sĩ Trần Đạo mà sám hối á, thì Chư Tăng mới phúc chúc. Còn bây giờ Sĩ Trần Đạo đã hồi hướng như vậy thì khỏi phúc chúc nữa. Và chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt với bài kinh tụng Tán Dương Ân Đức của ngài Si Hòa Lý. Xin mời quý vị nghe bài kinh tụng này và kết thúc chương trình sinh hoạt sáng hôm nay. Nam mô Bụt Thà Dạ. Mama.
See?